Chào tất cả các bạn nha. hello các bạn sao ấy nhỉ sao uh, không hôm nay làm sao ấy nhỉ không ai nhìn thấy livestream hay sao ấy nhỉ sớm gì giờ này nữa giờ này sớm gì nữa giờ này <laughs> hello các em nhá ô sao bị làm sao nhỉ sao lại không thấy các bạn nhìn thấy không sao sao ít bạn đấy nhỉ kiểu gì nhỉ ô oh, lạ thật đấy vô lý nhỉ à không không có nó à À lỗi nó tì rồi, hello các em nhá Lỗi lỗi nó tì rồi Bao giờ nó mới hiện cho mình nha <laughs> Live youtube à? Live youtube của... À ừ Nguyễn Minh Hiệp live youtube à? Các bạn biết kênh youtube của thầy chưa nhỉ? Các bạn biết kênh uh, youtube của thầy chưa? Ờ, kênh youtube của thầy là kênh thầy Nguyễn Quốc Chí nha các bạn nha Các bạn vào nếu mà có khi để, nếu mà một cái này ít ít view quá thì các bạn có khi sang YouTube nhỉ đấy ừ. ờ, các bạn biết kênh YouTube của thầy ạ kênh YouTube của thầy nha đó là thầy Nguyễn Quốc Chí các bạn nhớ follow và bấm chuông nhé thầy Nguyễn Quốc Chí đó có hơn 600 tỷ uh, subscribe rồi đấy ừ. kênh YouTube đã có khoảng 600 tỷ các subscribe rồi, rồi. <laughs> <laughs> Rồi thầy hỏi các bạn một chút là Sắp thi học kỳ chưa nhỉ Ờ thầy cảm thấy là facebook nó bị làm sao ấy các bạn Nó có vấn đề Hay là hôm nay mình livestream Một nửa đề đây nhỉ Mai làm nốt nhỉ Thôi clip clip youtube chứ ai tiktok các bạn Tiktok không phải là để học toán nhé Học toán lên youtube Lên facebook mà học Tok tóc 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 Các bạn sắp thi học kỳ chưa? Thầy hỏi một chút nào sắp thi học kỳ chưa? Sắp thi chưa? Còn bao lâu nữa thi comment thầy biết nào? Sắp thi chưa nhỉ? Hôm nay một số bạn hay xem mà cũng không vào xem chắc là có vấn đề thật rồi. Hai tuần nữa à? Ồ. Thế thì vẫn phải ôn cháy máy nhỉ? Này khả năng là phải ôn cháy máy đấy năm phải ôn chảy máy rồi hôm nay là định uh, gì nhỉ uh, ôn cho các bạn để uh, nó dài nó khó nhưng mà với số lượng người xem này khả năng là sẽ uh, khó có thể trụ đến câu uh, 50 lắm khi đến lúc đến câu 50 chắc còn hai người trong đó là một nick của mình và một nick clone của thầy uhm alo alo <laughs> các bạn có tự tin thi toán không trong các môn uh, học của các em thì các em có có tự tin về toán nhất không chắc có nha các bạn làm gì có thầy cô nào mà nhiệt tình như thầy đúng không các bạn uhm. rồi Rồi, tự ti các bạn tự tin như ti ti các bạn rồi thôi rồi nhá hôm nay thầy lại tiếp tục ôn nhá thì thầy hỏi các bạn một chút nào là các em đã xem ba buổi trước chưa nhỉ hôm nay thì ta vào buổi 4 đúng không hôm nay ta vào buổi 4 thì thầy hỏi một chút là ba buổi trước là buổi oan buổi tu buổi three là các em đã xem chưa ừ. nếu mà các bạn đã xem rồi thì các bạn comment thầy chưa rồi thì còn những bạn nào chưa xem các bạn comment thầy chữ chua nhá Nhanh 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 nào để thầy biết nào File đề thì các em cứ chia sẻ về là có file đề thôi à, Hoặc là lên kênh youtube được Sau này thầy up lại lên kênh youtube thì các bạn có thể cái file đề được uhm. Nguyễn Thanh Lâm làm sao để được kết bạn với thầy à À đơn giản thôi đó là cứ thường xuyên xem live stream Thường xuyên comment đúng và làm đúng nhiều thôi Thầy sẽ chỉ comment à chỉ kết bạn với những ai thứ nhất chăm chỉ Thứ hai ngoan ngoãn Thứ ba là học tốt Thế thôi Còn lại thì thôi Chúng mình uh, gặp nhau qua màn ảnh live stream là được rồi À. xem đủ rồi à? chưa chưa thì lê tường vi chưa chưa thì phải xem đi nhá các bạn xem các bạn cứ như là xem netflix ấy ừ, các bạn xem livestream của thầy các bạn cứ như là xem netflix ấy nó phải xem đủ đúng không xem xem đều xem đủ thì là được nhá ok nguyễn thị hằng chùa rồi thưa vũ tốt sao nhiều bạn chưa đấy nhỉ hỏng rồi <laughs> Hồi, hôm nay ít người xem quá thì uh, chả có hứng quảng cáo nữa các bạn ạ. Đang định khoảng cái quảng cáo khóa luyện đề mà thôi. Thì ít người xem quá chả có hứng quảng cáo luôn. Thế thôi nhá, chả có hứng quảng cáo thì bạn nào mà muốn hỏi khóa luyện đề thì các bạn cứ tự lên trang thethich.net nhá. Các bạn muốn hỏi khóa luyện đề tự lên trang thethich.net rồi click vào các cái banner ở đây nhá. Đấy thì là sẽ thầy sẽ tư vấn các bạn khóa luyện đề. Hôm nay ít người xem buồn quá, chả muốn uh, quảng cáo nữa, chán rồi. Chán quá. Ủa đến giờ nó vẫn chưa hiện lên thông báo ạ, à. không thể tin nổi, không thể tin nổi đến giờ rồi mà vẫn chưa hiện lên quảng cáo. Livestream cũ của thầy bị ẩn ở ừ, Facebook nó ẩn thì các em lên YouTube các em coi lại cũng được nha, các em lên YouTube các em coi lại cũng được. <laughs> Thôi rồi, làm hôm nước rồi học coi nhỉ, học được chưa các em? Học được chưa nhỉ? Bạn nào mà cảm thấy học được rồi nhá, thì các bạn comment thầy chữ là quyết tâm nhá. Bạn nào đã bắt đầu muốn học rồi thì các bạn comment thầy chữ quyết tâm Đề nói chung đề ngày hôm nay khá là hay và dài đấy các bạn Khá hay, rất hay và dài đấy Còn những bạn nào mà cảm thấy là chưa muốn học thì các bạn comment là ok thầy Để thầy bắt đầu buổi học nhá Thực ra các bạn là đề ngày hôm nay ấy Đề ngày hôm nay nó dài quá Cho nên là thầy muốn nó có nhiều người xem một tí các bạn nhiều quá hôm nay có muốn nhiều người xem một tí chứ không mình chữa đến câu 50 xong chỉ còn lại khoảng hai ba người xem thì 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 chả biết nói nói với ai ấy các bạn về <laughs> các bạn hình dung mà chữa một cái câu hay xong rồi cũng có hai người xem trong đó thì một người thì máy một người lại không không biết nữa, một người thì là chả hiểu bài xong một người kia thì lại cũng chả comment gì nói chung là buồn nói chung là 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 là, là, là hơi buồn thì đấy bây giờ Ờ uh, mọi người uh, có hiến kế gì cho thầy để số người xem nó tăng lên không để mình lấy cảm hứng tí. Ừ buồn thật đấy các bạn. Thầy biết là nếu thầy mà buồn thì các em cũng buồn mà, có đúng không? <laughs> thầy biết thầy mà buồn ấy là tất cả các em nó cũng sẽ cảm thấy buồn theo ấy. Giống như hôm qua các bạn thấy uh, xe World Cup ấy, anh 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 Bảy, anh Bảy đi vào đường hầm ấy, Và anh ấy khóc ấy, thầy biết là lúc đấy là có rất có rất nhiều là fan hâm mộ bóng đá là cũng uh, cũng dưng dưng theo các bạn. Ừ. Tất nhiên mình thì không được như anh bảy nhưng mà nói chung là mình buồn thì chắc các bạn cũng đã buồn theo thôi. Thì thôi các bạn cố gắng bảy cách cho thầy uh, cho hoặc là rủ bạn bè và xem livestream cho đông nhá. Thầy vui thì các em cũng vui theo. Thì từ đây từ đấy là các em học giỏi theo đấy. Một người vui ai à đâu nhầm một người khỏe hai người vui. thì các bạn nha. Ok được rồi thôi thầy vào việc đây. Uh, tuy là hôm nay các bạn không kê thầy lắm nhưng mà thôi thầy cũng chả kè chuyện đấy quan trọng là các bạn học giỏi nhá. Quan trọng là gì các bạn? Thầy nhắc lại nào, quan trọng là cái gì? Quan trọng là important đúng không? Quan trọng là các em học giỏi thôi. Thế cho nên là thầy sẽ bắt đầu vào việc thôi nhá. Hơi buồn một tí nhưng mà không sao. Ờ, thầy tin là với những khi nào mà các bạn được điểm 10, điểm 11 trong đề thi thì lúc ấy thì cả làng cùng vui thôi. Ok các bạn nhé. Ừ. Thế thì những bạn xem đây mỗi bạn à thầy có một uh, thỉnh cầu nữa trước khi chữa bài thì uh, những bạn đây ấy các bạn <laughs> uh, các bạn có thấy cái cái comment ghi của thầy không những bạn đây các bạn thấy comment ghi của thầy không thì các bạn thảo thầy một trái tim vào cái comment mà thầy ghim nhá cái comment mà thì ghi để một là mình vui hơn hai là mình uh, lấy vía được 9 cộng 10 điểm nha thì các bạn thả tim ngoài thả tim và livestream ấy các bạn thả giúp thầy cái trái tim vào cái phần comment của thầy ấy cái phần comment thầy đang ghi ở đây này đấy thì cho nó vui các bạn ạ. Ở đây thầy thấy là ít người thả quá. Vẫn chưa hiện lên thông báo ở trên Noti. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Ok thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Rồi thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Uh, thầy uh, xin phép các bạn là uh, thầy tắt phần comment nhá. Thì chỉ cần các em biết rằng là trong uh, À, máy của thầy thì comment của các em vẫn sẽ hiện lên rất là ấy nhá. Đấy, comment của thầy sẽ hiện lên rất là đầy đủ của comment của các em nhá. Cho nên là các em cố gắng comment đủ giúp thầy, được chưa? Thì tất cả những bạn nào mà các em thường xuyên comment đúng và hay xem livestream của thầy thì yên tâm là thầy sẽ dành cho các em một cái slot kết bạn với Facebook của Chí Quốc Nguyễn của thầy nhá. Ừ, tất nhiên là thầy sẽ tắt cái bảng này đi rồi. Nhưng ý thầy là gì? Là các bạn comment của các em luôn luôn hiện lên hiện lên trên uh, máy của thầy các bạn cứ yên tâm mà các bạn comment được không nhỉ sẵn sàng chưa nhỉ ok nha nếu các bạn đã hiểu rồi các bạn comment thầy chữ ok nhá để chúng ta bắt đầu vào học nhá ok bắt đầu đấy rồi nào câu hỏi đầu tiên nào các bạn ơi câu hỏi đầu tiên câu hỏi đầu tiên nay chưa quảng cáo á thôi hôm nay thầy chán thầy buồn trái ai xem chả ai xem quảng cáo làm gì quảng cáo cho những người người ta Ừ, buồn đúng không? Buồn vãi Buồn vãi tiếng Anh là gì nhỉ? Các bạn buồn vãi tiếng Anh là gì? Buồn là set Vãi là very set à? Set Đây là từ vãi Rồi Câu hỏi số 1 nào? Hàm số nào xoay là hàm số mũ Khóa học là có đầy đủ Đúng rồi em ơi Cứ đăng ký, đăng ký thì nhắn tin Facebook Chí Cô Nguyễn Thầy nha Hàm số nào xoay là hàm số mũ các bạn Mũ thì tức là cái biến x nó phải trên mũ các bạn nha Hàm số mũ thì biến x nó phải trên mũ Thì chỉ có đáp án A thôi 1A vì biến x ở trên mũ này Biến x ở dưới thì không phải là hàm mũ rồi 1A Câu hỏi số 2 Câu hỏi số 3 Sâu xét à? Thầy tưởng sâu xét này là từ lấy ấy nhỉ? Sâu xét là từ lấy đúng không? Thầy là rất buồn <laughs> Câu hỏi số 2 Thể tích của khối nón có bán kính R chiều cao bằng H 4 phần 3 PR mũ 3 À đâu nhầm 1 phần 3 PR mũ 3 Đấy là thể tích đây là thể tích khối cầu đúng không? Nhưng mà thể tích của khối nón cơ. Hai đáp án phải là C. Đấy chưa? Thể tích khối nón 1 phần pi PR bình phương nhân H. Cái này là thể tích khối cầu mất rồi các bạn. Tôi biết ngay có đứa chọn 2A mà. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là có những người chọn 2A mà các bạn. Hai đáp án là C nhá. Người ta mớm các bạn thể tích khối cầu này. 4 phần 3 PR mũ 3 là mớm cầu này. Ừ. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi nụ cười của bạn tuyệt nhất nha. Được tặng luôn nha. Câu 3 nào các bạn ơi. Câu 3 nào thể tích khối cầu có đường kính bằng 2 đây này thể tích khối cầu mới là 4 phần 3 PR mũ 3 này các bạn này thể tích khối cầu 4 phần 3 PR mũ 3 như vậy bằng 4 phần 3 P 2 mũ 3 là 8 8 4 32 32 phần P 3 C nhá à đâu nhầm sai rồi sai vì sao vì đây là đường kính mà đường kính là 2 như vậy bán kính phải bằng 1 đấy tự mình lừa mình thế mới đỉnh như Trời ơi, như vậy đây là 1 mũ 3 các bạn. 1 mũ 3, 1 mũ 3 thì nó phải là 4/3 pi. Ok. Như vậy đáp án đúng phải là A. Trời. Các bạn có thấy ai có đẳng cấp đến mức là tự lừa mình không? Ban đầu là thầy định lừa đấy, một số đứa lại cũng 3C giống thầy này. Rất nhiều bạn 3C giống thầy này. Đây, cho xem này. A03A à, này, đấy, rất nhiều bạn 3C này, 3C này. Tôi biết ngay mà. Là tôi tôi làm câu này để lừa các bạn một tí thôi nhưng mà không ngờ tôi lại cũng lại dính bẫy các bạn. Cuộc đời thế đấy các bạn gậy ông đập lưng ông các bạn đúng không các bạn nghe từ đấy chưa nhỉ gậy ông đập lưng ông ừ. nhưng mà gậy mà tự đập được lưng là gậy cũng rất là dài đấy các bạn nên không sao cả mình đập mình lấy gậy tự đập vào lưng mình thì chỉ chứng tỏ một điều là gậy mình rất dài thôi các bạn <laughs> ok có <Câu> bốn nào <laughs> không điểm cực tiểu các bạn nhớ là điểm cực tiểu người ta nói là x nhá cực tiểu thì là y cái từ cực tiểu đứng riêng thì là y Nhưng combo thêm từ điểm Thì là x X cực tiểu nha Điểm thì là y cực tiểu Nhưng điểm À đâu nhầm Cực tiểu thì là y Nhưng mà điểm cực tiểu thì là x Như vậy x cực tiểu nó phải là đây này Cái điểm lõm xuống là cực tiểu X cực tiểu đây âm 1 Đáp án D nha các bạn 4D Ờ câu này lại trái sai nhỉ Sao các bạn giỏi đấy nhỉ Câu 5 câu 6 nè Câu 5 câu 6 đi các em ạ 5 6 <laughs> Tập xác định của hàm số y bằng x bình. Rồi, thầy hỏi các bạn chút đây là hàm gì nhỉ? Câu 5 này là hàm số, hàm này là hàm gì? Thì các bạn thấy là câu 5 này nó là hàm gì các bạn? Hàm lũy thừa nhé các bạn nhé. Câu 5 nó là hàm lũy thừa. Hàm lũy thừa ấy thì cái tập xác định của nó phụ thuộc vào số mũ này. Và ta thấy số mũ âm 5 này là số mũ nguyên âm, đúng không? Số mũ nguyên âm. Nguyên âm cho nên là cái điều kiện tương ứng ấy, nó phải là cơ số khác không. Khi lũy thừa có số mũ nguyên âm thì cơ số khác không x bình chứa x khác 0 như vậy x khác 1 và x khác 2 nhá. Lấy máy tính bấm ra là x bằng 1, x khác 1, x khác 2. Như vậy đáp án đúng là A các bạn nhá. x khác 1, x khác 2 thì R chứa đi 1A. Rồi. R chứa đi 1, 2. Ok. Câu 5 đáp án là A nhá. Tiếp theo câu 6 nào các em. Câu 6 nào. Cho khối chóp có thể tích bằng 12 thì diện tích đáy bằng 4 thì chiều cao bằng. Các em nhớ là khối chóp có công thức tính thể tích là 1 phần 3 diện tích đáy nhân gì các bạn? Chiều cao. 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao Mà thể tích thì bằng 12 Sẽ bằng 1 phần 3 này Diện tích đáy là 4 Rồi nhân với H Như vậy thì H sẽ bằng bao nhiêu 12 x 3 là 36 36 chia 4 là 9 H bằng 9 các em ạ à. 6D các bạn nhá Ok các bạn này Quang Huy rất là tốt Cảm ơn các bạn đã ủng hộ thầy rất là nhiều nhá Thầy xin tất cảm ơn tất cả những bạn đã comment ủng hộ thầy nhá Đấy đây này Tất cả những bạn hiện lên màn hình này Thầy đều rất cảm ơn các bạn nha rất là cảm ơn quỳnh chi này dầu này ok cảm ơn bạn dầu nha gia mẫn này ok cảm ơn các bạn đã ủng hộ bằng những cái comment xây dựng phát biểu bài cảm ơn các bạn rất là nhiều đấy nếu mà có một cái tập giấy ăn đây chắc là thầy là thầy khóc mất rồi đấy các bạn ạ cảm động quá nhưng thôi thầy sẽ nén nước mắt để làm hết 50 câu rồi mới khóc nha câu hỏi số 7 nào x bằng hai là nghiệm một phương trình nào sau đây 78 luôn đi x bằng hai là nghiệm một phương trình nào sau đây thì nó phải là đáp án b vì 4 mũ 2 thì bằng 16 Rồi 7B nhá 7B Ok các bạn Câu 8, câu 9 à 8, 9 Tập nghiệm của bất phương trình 2 mũ x lớn hơn 6 là Cái bất phương trình này là bất phương trình mũ cơ bản Đúng không? Bất phương trình này là bất phương trình mũ cơ bản Như vậy 2 mũ x lớn hơn 6 Thì x sẽ phải lớn hơn loga cơ số 2 của 6 Bất phương trình mũ cơ bản Và nếu x lớn hơn loga cơ số 2 của 6 Thì đáp án đúng của mình nó phải là đáp án A 8A Ok Châu Gia Mẫn tốt, Đông Phong tốt, Ngân Khánh, Vương Đức Tỉnh tốt, Hiền tốt. Tiếp tục 90 nè, câu 9 và câu 10 nè. <laughs> Nếu lock 5 của 3 vòng B thì lock 81 của 25. Loga lô cơ số 81 thì các em nhớ là 81 ấy, thì nó là 3 mũ 4 các bạn nhé. Còn 25 nó là 5 mũ 2. Thì cơ bản là mình kéo mũ xuống thôi. Các bạn kéo mũ 2 xuống và kéo mũ 4 xuống. 2 xuống đây là thành 2. 4 lên đây là thành 1 phần 4. Đấy thì còn lại log 3 của 5 Còn lại log 3 của 5 Được chưa nhỉ Như vậy nó là 1 phần 2 Nhân với log 3 của 5 2 phần 4 là 1 phần 2 nhá Nhưng log 3 của 5 lại đổi theo log 5 của 3 Là 1 chia cho log 5 của 3 Công thức nghịch đảo đổi vị trí xuống Mà log 5 của 3 là B Như vậy nó là 1 phần 2B Đáp án đúng là A các em ạ à. Ok Văn Quyền, ok Mai Thảo, ok Minh Anh nhá Cảm ơn các bạn rất là nhiều Ôi cảm động quá nhỉ Câu 10 và câu 11 nào Câu 10 và câu 11 rồi Cảm ơn các bạn đã comment rất là nhiều nhá Phạm Đức Hải Ok em Hoàng Nguyễn sai rồi Sửa lại đi em nhá Đình Vũ cảm ơn em 10 nào Hàm so xoay đồng biến trên R Thứ nhất Các bạn thấy là đây là hàm mũ ba đáp án này là hàm mũ Mà hàm Y bằng A mũ X đồng biến khi nào Hàm này đồng biến khi mà cơ số A phải lớn hơn một các bạn nhá Hàm A mũ X đồng biến khi cơ số A lớn hơn một Như vậy loại A loại B vì cơ số bé hơn 1 Chỉ có C là cơ số lớn hơn một thôi 2005 chính là các em đấy các em được chưa đấy các bạn thấy thầy ra đề khéo không khéo vãi đúng là những đúng là một con người kinh nghiệm con hàm này là hàm hằng rồi hàm hằng luôn nằm ngang các bạn luôn nằm ngang đồng biến phải đi lên cơ không đúng đúng ạ 10 c nhá cảm ơn các bạn 11 12 nào 11 12 nào các em câu 11 và câu 12 đoán gì đây <laughs> à, link đề thì bạn cứ hết buổi livestream mình sẽ có nhá các em cứ chia sẻ về giúp thầy cái câu 11 nào Hình nào sau đây là đồ thị Rồi thế bây giờ thứ nhất là các bạn phải biết đây là hàm loga Cái đồ thị đi như này nó phải là hàm loga các bạn nhé Đấy loga Thế nhưng mà ở đây các bạn thấy là theo chiều từ trái sang phải Theo chiều từ trái sang phải Thì em thấy là đồ thị đi lên có đúng không Theo chiều từ trái sang phải đồ thị đi lên Đi lên tức là cái cơ số nó phải để lớn hơn một các bạn nhé Đi lên là cơ số lớn hơn một Thế thì loga thì loại B loại D còn cơ số lớn 1 là cơ số 2, đáp án đúng là A, 11A các bạn ạ. Ừ. Rồi Ok 11A À mấy bạn này đang đi xem liên quân à Ok nhá Rồi 12 đây 12 luôn à Đồ thị này có đường tiệm cận ngang là gì Ờ mấy ông này đi xem liên quân à Đồ thị Y bằng 12 mũ x có đường tiệm cận ngang Thì các bạn nhớ là hàm mũ ấy, Hàm số Y bằng A mũ x có đường tiệm cận ngang là trục hoành các bạn nhá có đường tiệm cận ngang là trục hoành đấy thầy đã dạy các bạn nát vở rồi vì sao lại như vậy đây đồ thị của nó như này, này. đồ thị của nó như này, này các em này đây đấy thì cái đường tiệm cận ngang của nó chính là cái trục hoành như này các bạn này chính là cái trục hoành như này, này mà trục hoành là có phương trình y bằng không các em nhé tiệm cận ngang trục hoành có phương trình bằng không cho nên câu 12 đáp án thầy của đáp án d à, 12 d các bạn nhé ok Tiếp nào câu 13 nào các em, câu hỏi số 13 nào. Bạn nào làm đúng câu 13. Bà nào làm đúng câu 13 và câu 14 trong 2 giây là thầy tặng 100 000 này. Nào trả lời nhanh à, bạn nào làm đúng 12 và 13, à 13 và 14 trong vòng 2 giây thì thầy tặng các bạn 100 000 13 đáp án gì nào? Cho mặt cầu SC có tâm O này, bán kính R bằng 2. Một điểm M nằm trong không gian sao cho OM bằng 2 thì mệnh đề nào sai là đúng? Ồ câu này thì dễ quá. Bán kính bằng 2 mà OM lại bằng 2 nữa thì OM chính là bán kính các bạn ạ, đúng không? Bán kính mặt cầu là 2, OM cũng bằng 2 như vậy OM là bán kính, điều đó chứng tỏ M phải nằm trên mặt cầu. M phải nằm trên, trên tức là trên bề mặt đấy. Đáp án C mới đúng nhá. 14 C. Sắp à, 13 C, 13 C để cho nhỉ. Đó, nằm trên mặt cầu, đó là như vậy. Còn 14, OA OB OC đôi một vuông góc với nhau thì cái này là lý thuyết rồi, cái này lý thuyết rất là kỹ rồi. 1/6 ABC. Các bạn phải nhớ là cái tứ diện mà có ba cạnh B đôi một vuông góc với nhau ấy thì các em sẽ tính theo công thức là 1/6 tích ba cạnh đôi một vuông góc với nhau nhé Các bạn nhớ đấy 1/6 tích ba cạnh, cái này thầy đã dạy các bạn nát vở rồi. Đáp án là B. Chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa, để chơi nhỉ? Nào 15 nào. 15 16 nào. Câu hỏi số 14 đáp án là B, ok chưa? 15 đáp án gì đây? Trên đoạn từ 1 đến 5, hàm số trên đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào? Ừ, hàm số trên đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào? Tablet đây, tablet đây. Uh, x này, cộng <laughs> x cộng với cả 4 trên x. Rồi, x cộng 4 trên x. Cho chạy từ 1 đến 5, bắt đầu bằng 1. Kết thúc bằng 5. Vậy step là 4 chia 19 các bạn nhé. Cuối trừ đầu chia 19 mà. Cuối trừ đầu, 4 chia 19. Rồi. Thì mình sẽ xem là giá trị nhỏ nhất tại điểm nào? Giá trị nhỏ nhất giá trị nhỏ nhất Ok Như vậy ta thấy là giá trị nhỏ nhất là bằng 4 đúng không? Giá trị nhỏ nhất bằng 4 Và một số bạn là tích luôn đáp án D thì là vỡ mồm này Giá trị nhỏ nhất là 4 tức là Y nhỏ nhất là 4 Nhưng người ta hỏi tại điểm nào tức là hỏi X cơ Các bạn hỏi X cơ Thì như vậy là bằng 4 tại X bằng sấp xỉ 2 này Giá trị min bằng 4 này các bạn này Giá trị nhỏ nhất bằng 4 nhưng X tại X sấp xỉ 2 X bằng 2 cơ cho nên 15 đáp án đúng phải là đáp án B nhá. Người ta hỏi x chứ người ta không hỏi y. Một số bạn là tích đáp án D đấy, nhiều bạn là tích đáp án D lắm các bạn. Những ai mà tích đáp án D ấy, thì các bạn phải bị uh, các bạn khác ê e cho một trận nhá. Ê. E. Hôm nọ các bạn có xem thấy không? Thầy nhắc lại giá trị nhỏ nhất là 4 nhưng mà đạt tại x bằng 2, người ta hỏi x bằng mấy cơ? Rồi. Thì có bạn nào mà các em xem trận Argen với cả trận Hà Lan không? Đấy. Cái cái lúc mà đội Argen ấy mà ghi uh, uh, Lautaro Martinez ấy mà đá thành công quả pen cuối cùng ấy Thế là cả đội Akhen ra lêu 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 đội uh, Hà Lan ấy Thì đấy Những bạn làm sai câu 15 là xứng đáng vị thế luôn các bạn Nha Các bạn khác Những bạn làm đúng câu 15 Các bạn lêu lêu Các bạn uh, Các bạn lêu lêu Các bạn uh, làm sai câu 15 đây nè Cho các bạn thì nhớ lâu nè Được chưa Đấy nó phải nhớ lâu như vậy Rồi Chào anh Huy nha Ok 16 nè Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm trên Cái này có quét table được không nhỉ một số bạn là kiên kiên cường quét tập thì cũng ok không sao cả một khi các bạn đã kiên cường ấy thì thầy rất là trân trọng đấy log x log x Rồi. cho chạy từ 1 đến 100 này bắt đầu bằng 1 kết thúc bằng 100 vậy step sẽ là 100 trừ 1 chia 19 cuối trừ đầu chia 19 thực ra thì quét này rất là vô duyên nhưng mà quét thì cũng ra được kết quả các bạn ạ. cũng ra được kết quả thì ta thấy là giá trị nhỏ nhất của nó ấy, giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng không các bạn nhé đáp án c rồi chính là không được chưa ai gọi đây. 16C tiếp tục 17 nào, bắt đầu 17 nào. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình trên là tổng tất cả các nghiệm của phương trình trên là. Ừ. Ờ, cái này phải đưa về cơ số 2 đi các em, 2 mũ x bình phương cộng 2x. Nào, phương trình này mình 8 mình đưa về mũ 2 này, 2 mũ 3 tất cả mũ 2 trừ x. <laughs> Như vậy ta được là 2 mũ x bình cộng 2x thì bằng 2 mũ 3 nhân đây là 6, 6 trừ 3x. Như vậy hai mũ này bằng hai mũ kia, hai mũ này bằng 2 mũ kia thì mũ này bằng mũ kia, tức là x bình phương cộng 2x thì bằng 6 trừ 3x, đúng nha Mũ này bằng mũ kia. Vậy chuyển vế sang thì được x bình phương cộng 5x trừ 6 bằng 0. Ở người ta có hỏi tổng các nghiệm thì có thể cũng không cần bấm máy tính bởi vì tổng các nghiệm thì các em hoàn toàn có thể dùng VS được. Ừ. các bạn dùng định lý Việt đúng không? Tổng hai nghiệm b trên a nhá trừ b này là trừ 5 trên a là trên 1. Như vậy tổng hai nghiệm là âm 5, đáp án là a được. 17 đáp án là a. Đấy, còn bạn nào thích bấm máy tính thì bấm thôi. Ok, wow. Một loạt chữ a này nhìn thật là xúc động luôn các bạn này. Đấy, một loạt chữ a này, thấy không? Thanh trúc Ngọc Anh này. Úi giời. Wow, các bạn thấy có đẹp không? Wow, đẹp vai trường tất cả đều ghi 17a này, đẹp vãi không? Đẹp. Đấy các bạn thấy không? Kỳ quan thế giới nó đâu cần đi xa. Chỉ cần ngay trên cái Facebook của thầy thôi. Ừm uhm là các bạn đã thấy cả một sự đẹp đẽ rồi đúng không rất là đẹp hùng vĩ người ta gọi là dùng từ hùng vĩ tiếp nào 18 nào thấy hy vọng câu 18 chúng ta vẫn giữ được cái phong độ đó nhá <laughs> số nghiệm của phương trình log 2 của x bình bằng 2 lần log 2 của 3x cộng 4 nào tìm được nghiệm nhưng thầy đã tìm được người đi chơi Noel chưa quan trọng gì các bạn người đi chơi Noel làm sao quan trọng bằng nghiệm được các bạn Số nghiệm của phương trình Số nghiệm phương trình log 2 của x bình Bằng 2 lần log 2 của 3x cộng 4 Nào, có bao nhiêu nghiệm đây? Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm điều kiện đã Chúng ta tìm điều kiện 3x cộng 4 dương Và x bình cũng dương các bạn nhé Đấy Ờ, thì như vậy là x lớn hơn 54 phần 3 Và các em nhớ là x bình lớn hơn 0 Thì điều kiện là gì nhỉ? X bình lớn hơn 0 ta giải ra điều kiện là gì? x khác gì các bạn x khác không nhá Vậy x lớn hơn 4 phần 3 và x khác không Đó. thế còn để giải ý, thì thầy vẫn nói với các em là thầy hay kéo lên chứ thầy không thích kéo xuống một số bạn là thích kéo xuống nhưng mà thầy lại thích kéo lên cơ thầy lấy ví dụ này ở đây thầy sẽ kéo cái hệ số 2 này lên trên đấy vì thầy là kiểu thích kéo lên thì kéo lên thì thầy sẽ được loga cơ số 2 của 3x cộng 4 tất cả bình phương các bạn đấy mũ 2 vào đây được chưa nhỉ Thế sau đó thì thầy bỏ hai cái log 2 với nhau đi, log 2 thầy bỏ log 2 đi. Như vậy thầy được là x bình sẽ bằng 3 cộng 4 tất cả bình. Rồi và thầy bắt đầu phá tung mọi thứ ra để thầy giải nốt phương trình nhá. Đấy, x bình sẽ bằng bạn thì C bạn thì A này. 9x bình phương này cộng với cả 24x này cộng với cả 16. Như vậy thầy được là 8x bình phương cộng 24x cộng 16 bằng 0 các bạn nhé. Và thầy lấy máy tính ra thầy thầy tọc này. <laughs> 8 này, 24 này, 16 này. Như vậy thì được x bằng âm 1 và x bằng âm 2 này. X bằng âm 1 và x bằng âm 2. X bằng âm 1 và x bằng âm 2 ấy. Thì trông thì có vẻ là không ổn đâu. Nhưng mà thực ra là vẫn ổn. Bởi vì là điều kiện x lớn hơn âm 4 phần 3 cơ. Thì dí vào đây thì âm 2 sẽ loại các bạn ạ. Loại mất cái thằng x bằng âm 2 rồi. Đấy. Cho nên đáp án đúng chỉ có x bằng 1. X bằng 1 vẫn đúng đấy nhá. Một số bạn lại còn vui vẻ, vui tính các bạn tích vào đáp án B. Các bạn bảo hai nghiệm âm là sai thì sai bét. Đấy đáp án là C x bằng 1 các bạn nhá. Thì thầy nhắc lại một lần nữa là cái phần này thì các em có thể kéo mũ xuống nhưng mà kéo mũ xuống là cũng cần phải ấy đấy, cũng cần phải giấu trị tuyệt đối nhá. Thế còn nếu mà kéo lên thì nó sẽ an toàn hơn, được không? Kéo lên, thầy thích kéo lên cho các bạn. Một số bạn lại cứ thích kéo xuống. Ừ. Nói chung là sở thích của mỗi người mà. Người thích lên, người thích xuống. Rồi tiếp tục câu 19 nào. Đấy, thế là cái câu 18 vừa rồi là không là là không được đồng đồng nhất rồi các em ơi bạn thì A, bạn thì C nó không được kiểu uh, hùng vĩ, đồng điệu như là duyệt binh ấy các bạn. Ừ. Uhm. 19 nào, tập nghiệm của bất phương trình trên. Rồi, bất phương trình trên có tập nghiệm là gì? Căng nhá. Thôi giải thôi. Thì thì giải thôi có gì đâu. Điều kiện một chút đi, điều kiện một chút để x lớn hơn 1 này, x 1 lớn không, x lớn hơn 1 này, x cộng 2 lớn không, x lớn hơn 52 này. Nhưng khi kết hợp thì phải lớn hơn cái lớn hơn, đúng không? Lớn hơn cái lớn hơn như vậy là x lớn hơn 1 các bạn nhé. Đấy. Thế bây giờ để giải thì thầy sẽ ghép thôi. Loga cơ số 2 của x cộng 2 trừ đi loga cơ số 2 của x trừ 1 thì lớn bằng âm 2 các bạn nhé. Chuyển 2 sang này. Đấy. Thì uh, log trừ log thì là log của thương các bạn ạ. Hai cái này chia nhau. X cộng 2 đem chia cho x trừ 1 sẽ lớn hoặc bằng âm 2. Được chưa nhỉ? Sau thầy đội mũ lên game em ạ. Thầy đội mũ lên. Như vậy thầy sẽ được là cái thương này x cộng 2 trên x chữ 1 sẽ lớn hoặc bằng 2 mũ âm 2 và 2 mũ âm 2 là 1 phần 4 nhá tự lấy máy ra bấm 2 mũ âm 2 là 1 phần 4 nhá thế thế bây giờ thầy có được nhân chéo không các em thầy hỏi các bạn thầy có được nhân chéo không thầy được nhân chéo không nhỉ thì câu trả lời là thầy thầy thích thì thầy nhân chéo thôi nhá thầy nhân chéo cho nó máu nhá đấy thầy nhân chéo này nhân lên đây 4 lần x cộng 2 này được chưa lớn hoặc bằng x chữ 1 lên đây là x chữ 1 này đấy và như vậy là thầy thích nhân chéo thôi Như vậy 4x cộng 8 này 4x cộng 8 lớn hoặc bằng x chữ 1 này Đúng không nhỉ Rồi Và thầy được là 3x cộng 9 lớn bằng 0 Và như vậy thầy được x lớn hoặc bằng gì các bạn Trừ 3 Ok x lớn bằng trừ 3 nhé thì nếu x lớn bằng trừ 3 thì câu 19 này ấy, các bạn lại tích vào đáp án D thì lại không hợp không được. Bởi vì sao? Bởi vì là khi kết hợp với điều kiện này, x lớn hơn trừ 3 với x lớn hơn 1 ấy, thì khi kết hợp lại thì ta phải lấy lớn hơn cái lớn hơn các bạn lớn hơn cái lớn hơn như vậy là x lớn hơn 1 các bạn ạ x lớn hơn 1 đáp án đúng của mình nó phải là đáp án C rồi đáp án C mới đúng chứ các em vì là tuy ra x lớn hơn 53 nhưng mà kết hợp với điều kiện x lớn hơn 1 thì lớn hơn cái lớn hơn là phải x lớn hơn 1 các em ạ đấy vì vậy là các em phải cực kỳ cẩn thận nhá Thế còn nếu không thì các bạn quét máy tính được mà các bạn biết bấm máy tính bất phương trình chưa ấy nhỉ các bạn biết bấm máy tính bất phương trình chưa Thầy hỏi câu 19 này nếu mà các bạn giải các bạn thấy mông lung Mông slung thì các bạn biết bấm chưa Thì các bạn cứ nhập vào table thôi Nhập thầy vào table này Và nhập từng đáp án vào Cộng 2 này trừ đi Trừ đi log 2 của x trừ 1 Đúng không? Thầy nhập vào Thì thầy chuyển ở ngày sang nhá Thì thầy sẽ có được cái bất phương trình ấy Là fx sẽ lớn bằng 0 không? Đây thầy chuyển cái log này sang nhá Bấm này Đấy thì thầy nhập cái này là fx lớn bằng 0 này bây giờ thầy cho chạy đáp án a này từ 1 cho đến 10 đi từ 1 đến 10 nhá bắt đầu bằng 1 này kết thúc bằng 10 này và step là 10 1 chia 19 này thì thầy thấy một điều là thì thấy một thầy thấy một điều là như này là cái một là nó sai luôn này đấy cái một sai luôn như vậy không thể lấy một được chứng tỏ đáp án a này sai sai ít nhất là do cái một này sai đó và tương tự thầy sẽ nhập các đáp án còn lại để đáp án nào ra toàn dương thì đúng nhá, toàn dương thì đúng. Ví dụ đáp B sai này, thầy cho chạy từ âm -10 đến âm -3 này. Âm -10 đến âm -3 thì step sẽ là âm -3 trừ đi âm -10 tất cả trừ 19. Đây thầy lỗi hết này, lỗi hết này, lỗi 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 này, sai này. Đấy, thì chỉ có đáp án C này là chuẩn thôi các bạn ạ. Được chưa? Yeah. Thì nếu các bạn thích bấm thì các bạn dùng tab bấm được. 20 nào, 20 21 nào. <laughs> lá cả à? Biết làm sao được? 20 nào? X bằng âm 3 không là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? Không là nghiệm nhá. Thì bây giờ muốn biết nó không phải là nghiệm ấy thì em thay vào thôi. Bạn thay vào xem có đúng không? Thay vào xem có đúng không? Thầy lấy ví dụ này. X bằng âm 3 thì thay vào đây. Thì thầy được là log 5 của 2 x âm 3 là âm 6. Âm 6 cộng 1 là âm 5 đúng không? Điều này là đúng hay sai? Nào âm 3 thay vào đây 2 x âm 3 là âm 6. Âm 6 cộng 11 là âm 5 này. Thế log 5 của 5 nhỏ không là sao? Là gì? Là sai. Sai bởi vì sao? Bởi vì log 5 của 5 là 1, 1 không thể bé hơn không được. Sai. Chứng tỏ x bằng âm 3 thay vào đây là sai. Sai tức là không phải là nghiệm mà không phải là nghiệm lại là đúng, đúng không? Không phải là nghiệm thì lại là không phải nghiệm là đúng. Đáp án A chứ. Sau 20 các bạn lại chọn các đoạn kia nhỉ? Đấy, đáp án A. Thay vào sai mà. Log 5 của 5 là 1, 1 làm sao bé hơn không được thì đây là không thuộc này. Người ta bảo không thuộc cơ mà. Thế bây giờ bạn thấy bằng âm 3 vào đây mà xem Âm 3 vào đây bạn có len của chi tuyệt đối của âm 3 là 3 trị tuyệt đối âm 3 là 3 Len 3 lớn không là đúng mà Len 3 lớn không là đúng mà Len 3 này Dương là đúng mà Đúng không? Cái này đúng này Thay âm 3 vào đây len 1 là đúng này Đúng hết Chỉ có A là sai thôi Nhá Đấy A là sai thôi Ok luôn Tiếp 21 nào các em 21 nào Cẩn thận tí trước các em Đề thi các bạn không khó nhưng mà các bạn phải rất là ke cẩn thận cẩn thận. Một hình trụ có bán kính đáy bị lag cả à? lag thì phải chia sẻ về hết lag ấy. Một hình trụ có bán kính đáy bằng 2, đường sinh bằng 4, hỏi diện tích xung quanh. Ờ, diện tích xung quanh của hình trụ là gì nhỉ? Diện tích xung quanh hình trụ là P, r l. Pi r l, r là 2, l là bốn, 8 pi. Ok chưa nhỉ? C chứ nhỉ? À hình trụ à, 2 PRL. Rồi, đây là hình nón. PRL là hình nón, còn hình trụ là 2 PRL. Như vậy là 16 p các bạn ạ. À. Ok nhá. Rất cần. Đấy thầy là hay nhầm lắm các bạn ạ. À. Ừ. Nhưng không sao. Với những cái việc mà thầy cố tình nhầm như thế thì các em sẽ nhớ bài lâu hơn. Thế cho nên là nếu mà thầy có sai ấy thì các bạn cũng không được trách thầy nha. Tất cả là vì học sinh các em hết các bạn ạ. À. Tất cả là vì học sinh các bạn hết. Ừ. Ok. Câu hỏi số 22 nào Câu hỏi số 22 nào Đáp án gì đây 22 đi lát nhỉ Cho hình nón Có chiều cao bằng 3 và thể tích Bằng 16 pi Rồi chiều cao bằng 3 Thể tích bằng 16 pi Hỏi diện tích xung quanh Diện tích xung quanh tức là hỏi L đấy nha Hỏi cái L đấy Ok Muốn có diện tích xung quanh phải có được L Được chứ nhỉ Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu khai triển này. Đầu tiên người ta cho thể tích khối nón bằng 16, thể tích khối nón bằng 16 pi. Thể tích khối nón 1/3 PR mũ 3, à, PR bình phương nhân h. Đây, 1/3 PR bình phương nhân h thể tích khối nón. Trong đó thì thể tích bằng 16 pi, thể thay thể tích bằng 16 pi này bằng 1/3 pi r bình nhân h h bằng 3 các bạn nhé chiều cao bằng 3 này nhân 3 như vậy chuyển vế đi 3 với 3 là đất pp là đất như vậy R bình bằng 16 R bình bằng 16 thì R bằng 4 các bạn nhé Ok Như vậy là cái hình nón này có bán kính bằng 4 Bán kính bằng 4 Thì các bạn có là bán kính bằng 4 này Chiều qua bằng 3 này Vậy là cái L của mình bằng mấy các bạn Pythagore vào 4 cộng 3 thì bằng bằng 5 Như vậy cái L bằng 5 nhá Suy ra cái L bằng 5 Thế có cái bán kính rồi Có cái L rồi Thì các em sẽ có được diện tích xung quanh thôi Diện tích xung quanh bằng Pythagore nhân R nhân L và bằng pi R đây là 4 L đây là 5 4 x 5 là 20 pi đáp án B các em ạ à? 22B đấy các em có ra thế không nhỉ ừ. thì nhớ cho thầy là nhờ cái thể tích khối nón nhá thể tích khối nón thì các em sẽ tìm ra được bán kính có được bán kính lắp vào đây thì Pythagore là ra được cái đường sinh có đường sinh là có diện tích xung quanh được chưa? chủ yếu là thuộc công thức thôi mà Ok luôn, câu 22 đáp án là B nhá Một số bạn chưa học hình nón thì các bạn về học đi nhá Tiếp yep. 2324 nào 2324 luôn nào 2324 23 gì Đồ thị hàm số y bằng 3 mũ x đi qua điểm nào sau đây Thì thay thay vào thôi Thay vào thôi Thì bạn thấy là đi qua điểm B đấy X bằng 1 y bằng 3 mà Vì nếu thay x bằng 1 vào đây Thì có đúng 3 mũ 1 bằng 3 không 3 mũ 1 bằng 3 đúng quá còn gì nữa Đáp án là B nhá 23B Ok chưa nhỉ tốt luôn 24 25 nào 24 25 nào 24 25 Ồ oh, vẫn chưa có nó thầy hỏi à, Vai trưởng thật Thầy không hiểu thằng Facebook này kiểu gì ấy Là cái Naughty báo cái live stream ấy Thì không hiện Naughty của thầy đâu Mà lại hiện mấy thằng chơi game cơ Ờ Facebook này vớ vẩn thật đấy không ưu tiên cái việc dạy học mà lại ưu tiên việc chơi game thế chết không ấy chứ chết tôi không quá tồi 24 nào đường thẳng y bằng đồ thị hàm số này và đường thẳng này sẽ không cắt nhau khi nào đấy thì các bạn nhớ là do ấy do là cái thằng 2022 mũ x luôn lớn hơn không thế cho nên là nếu mà muốn không cắt nhau thì m suy ra để m không cắt để y bằng m không cắt nó thì m nó phải nhỏ bằng không nhá vì một thằng lớn hơn không mà muốn không cách cái thằng lớn hơn không thì nó phải từ không trở xuống nhá. muốn thì nó phải từ không trở xuống các bạn Ừ. bực thật đấy rồi đáp án nó là d nhá hay từ d không thể hiểu nổi trong khi lúc nào cũng phải ra giả là việc học là việc quan trọng sao lại tại nó thấy thầy quảng cáo nhiều quá rồi à còn chưa quảng cáo được cái gì mà các bạn làm chứng này Các bạn làm chứng có thầy là từ đầu đến giờ thầy đã quảng cáo cái nào chưa Hả? Từ đầu buổi học đến bây giờ chưa có một lời mở mồm ra nào quảng cáo các bạn Rất tập trung vào việc học mà Facebook nó vẫn không thương mình Nào 25 đã bán gì đây Úi giời ơi 25 Úi giời một số bạn, rất nhiều bạn là 25B thì lại vỡ mồm rồi. Ui giời toàn 25B này thì thôi các bạn ơi. 3 mũ x đạo hàm thì ra 3 mũ x nhân len 3 Ok điều này là đúng Nhưng vấn đề là người ta đâu hỏi đạo hàm của 3 mũ x hả rời Người ta hỏi là hàm số nào sau đây Đạo hàm ra 3 mũ x cơ Thì nó phải là đáp án D Vì sao? Vì đáp án D này nếu đạo hàm này 3 mũ x đạo hàm ra 3 mũ x nhân len 3 Rồi chia cho len 3 Thì len 3 chia len 3 mới còn 3 mũ x Thì cái này đạo hàm mới ra là 3 mũ x này nhá. Đáp án đúng là D các bạn phải. phải 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 rất là cẩn thận đầu bài cho thầy. Hàm số nào đạo hàm ra 3 mũ x mà. Chứ người ta có hỏi là 3 mũ x đạo hàm ra cái gì đâu. Nếu 3 mũ x đạo hàm ra cái gì thì là đáp án B. Còn đây là cái gì đạo hàm ra bộ 3 mũ x thì phải là đáp án D. Rồi. Tiếp 26. 26. <laughs> tính đạo hàm của log 2 của x bình cộng 1, tính đạo hàm log 2. À đạo hàm của log đạo hàm là gì nhỉ? Với những bạn nào hay quên này thì thầy nhắc lại cho các bạn nhớ này. Loga cơ số 2 của U mà đạo hàm ấy thì bằng uh, U phẩy chia U các bạn nhá nhân với len 2. Cái cái cụm từ U phẩy trên U là các em phải rất thuộc đấy. U phẩy trên U là phải rất thuộc. Thấy chưa? Như vậy suy ra thằng này đạo hàm nào? U phẩy, U phẩy là 2X, đây là U này, cái này là U này, U phẩy là 2X, U phẩy trên U, được chưa nhỉ? Nhân với len 2 nhá, len của cơ số len 2. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án C, 26C. Rồi. Wow, bạn Vinh Hoàng bạn còn phải xin lỗi bố mẹ vì sai câu 25. Đấy, ai mà cũng như bạn ý thì thầy nghĩ là Việt Nam mình chả mấy mà làm cường quốc các bạn. Ừ, cường quốc. Ok, thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã xong 5, 26 câu cơ bản nhất. Ok chưa? Kết thúc cái nhóm cơ bản nhất nhá. Thì thầy hỏi các bạn một chút là những bạn nào được tối đa 5 điểm nào? Các bạn nào được full 5 điểm thì các bạn giơ tay, các bạn comment thầy chữ F5 nhá. Những bạn nào được phun 5 điểm các bạn comment thầy chữ F5 để thầy biết là các bạn học cũng rất là chắc cơ bản nhá. Đấy. Bạn nào được phun 5 điểm nào? Ừ. Rồi để thầy xem tên nào. Đâu rồi? Những con người học giỏi đâu rồi? Thế Tùng, Huyền Mi. Huyền Mi. Bạn này tên là Mi hay là tên là Mai ấy nhỉ? Ui giời. Nguyễn Quốc Lượng. Ông này cùng họ Nguyễn Quốc với mình mà lại học thế này thì Bỏ tránh ra ngày ra nhá, đừng có yêu nhá À đấy, lại có người yêu rồi, đang hẹn hò với Kim Phụng Đấy, các bạn thấy tác hại của việc hẹn hò chưa? Các bạn thấy chưa? Như này, đang hẹn hò này Tác hại được được hai điểm đấy Hà Minh Sơn này khả năng là có vợ rồi này một điểm Ok, tiếp tục nào Câu 27 <laughs> 27 Đáp gì đây? Comment thầy lên. Bạn Phụng ơi, bạn xem người yêu bạn học cái nào nhá. Người yêu bạn học thế đi. Chết. Này lấy gì nuôi con nhà người ta đây? Ôi trời, không có nó nhỉ, bực thế nhưng Câu 27 nào Cho hàm số y bằng len của x bình tập nghiệm của bất phương trình y phải bằng 0 Nào làm Đầu tiên ấy Đó là các em phải tìm Đây người ta hỏi tập nghiệm của phương trình cơ mà Thì mình phải tìm điều kiện đã các bạn ạ à. Điều kiện Điều kiện của cái loga này là Cái lõi này dương này X bình trừ 3x lớn hơn 0 này Thì lấy máy tính ra mà bấm Lấy máy tính ra bấm thì các em được là x lớn hơn 3 nhá Và x nhỏ hơn 0 nhá Thế bây giờ để giải cái phương trình y phẩy bằng 0 Để giải cái phương <laughs> Để giải cái phương trình y phẩy bằng 0 ấy Thì các bạn phải tính y phẩy nào len đạo hàm là gì Len u đạo hàm là u phẩy trên u các bạn nhé Len u đạo hàm là u phẩy trên u nhé Như vậy u phẩy này U phẩy là 2 x 3 này U phẩy là 2 x 3 trên u này Là ấy bạn Đó Y phẩy Thế bây giờ giải y phẩy bằng 0 Giải y phẩy bằng 0 Mà em biết là phân thức bằng 0 khi nào phân thức bằng 0 khi tử bằng 0 các bạn ạ. Phân thức bằng 0 khi tử bằng 0, tức là 2x 3 bằng 0 các bạn ạ. Đấy. Và nếu 2x 3 bằng 0 thì x 3/2, đúng chưa? Thì trông có vẻ là đáp án B, ờ ừ, trông có vẻ là đáp án B, nhưng thực ra lại phải là đáp án A. Đấy, vì sao? Vì không thỏa mãn điều kiện. 3/2 rất đẹp nhưng điều kiện thì rất tiếc, đúng không? Điều kiện x lớn hơn 3 và x nhỏ hơn 0 thì không chứa cái 3/2 này. Cho nên đáp án đúng nó phải là đáp án A, được chưa? Ừ, đáp án A. Rồi. 27A nhá. Ok, <laughs> tiếp tục câu 28 nào 28 <laughs> Đọc đề bài rồi làm câu 28 của thầy đây 28 nó bán gì đây Nhanh, trả lời nhanh nào 28 này ông nào không có máy tính là ông ấy móm luôn này Ông nào không có máy tính là ông móm luôn này Đấy, nó thuộc nhóm bài gì nhỉ Nó thuộc nhóm bài gì Ừ. Vào ngày 15 hàng tháng, ông An đều gửi tiết kiệm với số tiền 5 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Rồi. À, cái bút nhớ của mình đâu ấy nhỉ? Bút nhớ mà mình lại hay quên nó. Đây rồi. Rồi, các bạn phải chú ý này. Cái từ khóa ấy, cái từ khóa này nó phải là như thế này này. Ông An đều, cái từ đều rất là quan trọng này Hàng tháng, đều và hàng tháng Đấy, gửi lãi suất số tiền là 5 triệu đồng này Đúng không? Lãi suất 0,6% một tháng này 3 năm này Đấy Thế thì ở đây các bạn Những bạn nào học về lãi suất thì các bạn phải biết nhá Bạn nào học lãi suất các bạn phải biết ừ. Thì các bạn chú ý này Đấy Đây này Khi mà các bạn học cái bài lãi suất ấy Thì có 3 dạng bài lãi suất tiêu biểu mà chắc chắn sẽ thi đại học nhá Có 3 dạng bài lãi suất tiêu biểu mới sắp rất là hay thi đại học thì các bạn phải học ở trong đây đúng không các bạn click vào bài lãi suất này và các bạn học được chưa đấy u đẹp trai luôn thì các bạn nhớ được cái công thức là gì lúc này có cái từ đều đấy ở đây ai ai là đều này đều thì các bạn phải dùng công thức là tổng số tiền thu được sau khi đều đạn gửi ấy nó là gì m trên r nhân 1 cộng r tất cả mũ n trừ 1 nhân 1 cộng r đó thì các bạn phải rất chú ý khi rơi vào tình huống gửi đều đạn rơi vào tình huống gửi đều đạn thì mọi người phải dùng công thức này tổng số tiền thu được nhé Thế trong đó thì sao M là số tiền gửi hàng tháng này tức là 5 triệu M là số tiền gửi hàng tháng 5 triệu đồng Đấy. R là lãi suất 0,6% một tháng được chưa ạ N là số lần gửi nhá N là số lần gửi thì các bạn nhớ là gửi hàng tháng nhưng mà gửi trong 3 năm 3 năm là bao nhiêu tháng 3 năm là 36 tháng nhá các bạn có biết 3 năm là 36 tháng không? Đấy. Như vậy là gửi 36 lần. Mỗi tháng gửi một lần trong 36 tháng. Thế thôi và các bạn thay số vào nhá, thay số vào. Đây, thay vào. Vậy bấm thôi các bạn. Ừ. Thế. Thì bây giờ bấm này. M nào? M là 5 triệu. Rồi chia lãi suất 0,6%. 0,6%. cho nhỉ nhân 1 cộng 0,6% mũ 60 à mũ 36 trừ 1 nhân với cả 1 cộng 0,6%. Nói chung các bạn phải thuộc công thức, bạn phải thuộc công thức nhá. Ừ. Uhm. 201 triệu uh, 452.846 đồng làm tròn lên thành 3 453. Đáp án là D. D nha. Rồi, 28 đáp án là D, làm tròn đến hàng nghìn là D là lên 3. 28D. Yeah. Đấy thì mọi người phải nhớ công thức chứ có ba hình thức lãi suất rất là tiêu biểu đó là gửi một lần đó là gửi đều đặn và đó là cho vay trả góp đúng không gửi một lần gửi đều đặn thì cho vay trả góp thì các bạn phải rất cẩn thận phải học thuộc lòng nhá còn làm sao để thuộc ấy thì đó là các em lên trang thầy chấm net và đăng ký một khóa học ở trên đó thì các bạn sẽ thuộc thôi nhá các bạn lên trang thầy chấm net này đăng ký một khóa học đầy đủ kiến thức ở trên đó để các em có thể thuộc được bài nhá Thế. ok câu 29 mươi nào cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B. Rồi. SA vuông góc với mặt đáy. Ok. SA bằng A. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp đã cho. Ok luôn. Thế các bạn thấy rằng là tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Trong cái trường hợp là cạnh bên vuông góc với đáy. Thì bạn phải nhớ công thức thôi. Bạn phải nhớ công thức. Thì đấy là công thức là gì? Công thức để tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp. Trong trường hợp mặt cạnh bên vuông góc với đáy. Đó là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp sẽ bằng Căn bậc 2 của chiều cao hình chóp bình phương, chiều cao chóp bình phương chia 4 cộng với cả bán kính đáy bình phương, đúng không? Bán kính đáy bình phương. Đó. Thì ở đây các bạn nhớ công thức để các bạn áp dụng thôi. Trong đó, trong đó thì chiều cao chính là SA vì SA vuông góc với đáy mà các em, SA vuông với đáy mà. Cho nên chiều cao cái chữ H ở đây này chính là SA. Vẽ ra đề bài cho rồi SA bằng A. Ok chưa nhỉ? Còn bây giờ các bạn sẽ dùng R đáy nào, tính R đáy. R đáy có rất nhiều cách tính nhá. R đáy có rất nhiều cách tính Được như nhỉ Thì các bạn có thể dùng công thức R đáy Thì bằng A trên 2 sin A cũng được cho thầy nhá. Ừ, A trên 2 sin A là công thức nhanh nhất trong bài này Trong đó A và A hai cái này là cạnh và góc đối diện Cạnh và góc đối diện Ví dụ thầy chọn cạnh AB Thầy chọn cạnh AB Cạnh ở đây thầy chọn cạnh AB này Đấy Chia cho hai lần sin góc đối diện Thì sin góc đối diện chính là sin góc C Vì đối diện với cạnh AB chính là góc C hai lần sin góc C AB trên 2 lần sin C Được chưa ạ Và sẽ bằng AB đồ bài cho bằng A nhỏ này Sin của góc C là sin của 30 độ này Đấy Bằng 30 độ Như vậy sin 30 là 1 phần 2 2 nhân 1 phần 2 là hết Như vậy bằng A Vậy là R đáy Bạn thể dùng thức A trên 2 sin A nhá Như vậy R đáy Sẽ chính bằng A nhỏ Được chưa ạ Đấy A trên 2 sin A Rồi Hết rồi, và thay vào, vậy tôi suy ra được bán kính mặt cầu ngoại tiếp sẽ bằng căn của H, H là A này A bình phương trên 4 A bình phương trên 4 Cộng R đáy cũng là A này Cộng A bình Ok Đấy Như vậy kết quả nó là căn của 1 phần 4 Cộng với cả 1 Và là căn 5 trên 2 các em ạ à. Căn 5 trên 2 Thì câu 29 của thầy đáp án đúng phải là A nhá Căn 5 trên 2 Đấy Thì những ai mà các em chưa làm được câu này Là những các em Rất là hỏng gốc đấy Các bạn mất gốc nặng đấy Đúng không nhỉ Bán kính mặt cầu ngoại tiếp Của hình chóp được tính theo công thức này hình chóp có cạnh bên vuông với đáy thì nhắc lại là những ai mà các em quên hoặc là chưa học công thức này thì em phải học đi bởi vì đề đại học của các em kiểu gì cũng có mà đề học kỳ của các bạn cũng có cơ đấy Thế cho nên là không học thì rất là rất là dở nha rất là dở đấy. học nhanh đi tranh thủ ấy tranh thủ mà mấy cái hôm mà không có world cấp ấy thì các bạn tập trung các bạn học đi chứ mấy hôm tới lại có world cấp rồi thì học làm sao được để còn bán kết này World Cup xong là còn gì? World Cup xong là còn IPF Cup nhá. Các bạn đừng đừng chủ quan nhé. Kết thúc World Cup ấy, xong là để đến IPF Cup lại đội tuyển Việt Nam thì thời gian đâu mà học. Thì cái lúc này là lúc quãng nghỉ ngơi này. Đấy chúng ta tận dụng này chúng ta học đi nhá. Các bạn lên trang thầychi net này, các bạn đăng ký khóa luyện đề để làm đề này. À, các bạn đăng ký khóa chuyên đề để học kiến thức này. Thế nó phải như vậy, yêu nước nó phải như thế các bạn. Rồi. Có 30 nào đáp bán gì đây? Ơ ờ, các bạn bị lag à? Sao thầy không thấy comment nhỉ? Alo alo. Bạn nào có đang đang xem các bạn comment thầy số 30 cái. Bạn nào đang xem comment thầy số 30 cái sao gì không không thấy comment nhỉ? Có 30 nào? Một vật chuyển động theo quy luật quãng đường quãng đường bằng 1/3 t mũ 3 trừ đi t bình cộng 9t. Đó, S là quãng đường nhá. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc chuyển động, vận tốc nhỏ nhất của vật là bao nhiêu? Tóm lại bài này là bài tính giá trị nhỏ nhất của vận tốc. Ừ. Tính giá trị nhỏ nhất của vận tốc. Thế thì để tính được giá trị nhỏ nhất của vận tốc thì đầu tiên chúng ta phải viết ra cái hàm vận tốc đã, đúng không? Chúng ta biết một điều này, chúng ta biết một điều hoặc có thể là các em chưa biết. Đó là hàm vận tốc ấy, hàm vận tốc chính bằng đạo hàm của hàm quãng đường nhá, đạo hàm của hàm quãng đường các bạn nhá. Đấy hàm vận tốc là bằng đạo hàm của quãng đường. Như vậy thầy suy ra được hàm số biểu diễn vận tốc ở đây vt bằng đạo hàm của quãng đường là đạo hàm của thằng này này, đạo hàm của thằng này. Nó là bao nhiêu? Nó là t bình phương, 3 kéo xuống t bình trừ đi 2t cộng 9. Đây chính là hàm vận tốc này, bằng đạo hàm quãng đường. Và người ta yêu cầu các em là hãy tìm min, hãy tìm min của nó, vận tốc nhỏ nhất mà khi nó chạy trong 10 giây đầu tiên tức là từ 0 đến 10 nhá từ 0 đến 10 Đấy Tìm của nó chạy từ 0 đến 10 Vậy chúng ta lại table Đấy chưa Chúng ta lại table Cho nó nhanh Đỡ phải lòng hoàng Chúng ta table thằng này từ 0 đến 10 Table X bình trừ đi 2x cộng 9 Cho chạy từ 0 đến 10 10 giây đầu tiên mà Bắt đầu bằng 0 Kết thúc bằng 10 Vậy step là 10 chia 19 Đúng nha đây là lớp 12, sao lại lớp mấy đây các bạn này bị làm sao đấy, bạn Trần Thị Ngọc Ánh này. Min nào min bằng bao nhiêu? Min bằng bao nhiêu? Min bằng 8 nhá. Đây, 8,00 min bằng 8 đáp án B nhá. Rồi, đáp án B, được chưa nhỉ? Đấy. Bạn Trần Thị Ngọc Anh bạn ấy hỏi là câu 30 này là là lớp mấy đây? Chết rồi. Thứ nhất là cái kiến thức mà các em học này ấy, là kiến thức học từ bài đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm nhá, học trong bài đạo hàm cấp 2. Thứ hai là vật lý 12, các bạn học vật lý 12 chưa? Vật lý 12 mà các bạn có cái li độ bằng 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 vận tốc đạo hàm ấy các bạn không học dao động điều hòa. Ừ các bạn không học dao động điều hòa. Chết. Thì các bạn phải biết là vận tốc thì nó bằng li độ đạo hàm chứ đúng không? Ờ cái gì x bằng a nhân cái gì nhỉ? Cốt omega t cộng phi. Đạo hàm ra là trừ omega a nhân với sin của omega t cộng phi. sẽ biết cái gì? 31 nào Hình thang vuông ABCD vuông tại A và B Rồi hình thang vuông ABCD vuông tại A và B Vuông tại A và B Có BC bằng 2A còn AB và AD bằng A Rồi. BC gấp đôi 2A AB bằng A à, AD cũng bằng A nhá Tính thể tích của khối tròn xoay khi xoay quanh cạnh AD AB Rồi. Tính thể tích của khối tròn xoay khi xoay quanh AB Thầy hỏi các bạn một chút đây là bài gì nhỉ khi xoay một hình thang vuông khi xoay một hình thang vuông xung quanh cái chiều cao của nó các em thu được cái hình gì nào các bạn thu được hình gì đó là các bạn thu được hình nón gì các bạn nón chọc à, nhầm nón cụt đúng không đấy các bạn xoay vào vòng này đấy, xoay xoay này thì các bạn thu được hình nón cụt chuẩn chưa đấy như vậy xoay hình thang vuông quanh cạnh chiều cao của nó quanh cái cạnh chiều cao này thì ta thu được hình nón cụt và bây giờ người ta yêu cầu các em tính thể tích hình nón cụt. Thế các bạn có nhớ thể tích của khối nón cụt tính như nào không? Không nhớ đúng không? Khối nón bình thường này, thể tích khối nón bình thường 1/3 pi r bình nhân h thì thể tích của khối nón cụt nó cũng na ná như vậy. 1/3 pi cũng là r bình nhưng r này lạ lắm, r này lạ lắm là r bình to cộng r bé bình cộng rr. Đó, nhân h cũng na ná nhau đúng không? Na ná nhau. Ok Rồi <laughs> Bạn Huyền Mai bạn ấy bảo là Cái lật ngược cái này thành bát ô tô ăn bún à ừ, Mấy bạn gái này trí tưởng tượng nó cũng sợ hãi thật Rồi thay số đây R to là cái bán kính to này Bán kính to là 2A này Đấy, 2A tất cả bình Cộng R nhỏ đây chính là R nhỏ này các bạn này R nhỏ là A bình này Cộng 2A nhân A này Nhân với chiều cao đây là chiều cao là A này Đấy, chiều cao là A yeah. Rồi và như vậy nó bằng 1 phần 3 pi ờ, 4 cộng 7 Cái quái đây, đây là 7 đúng không 7A bình nhân A Như vậy kết quả là 7A mũ 3 trên 3 pi Chốt luôn Đáp án A nhá 31A Thì thầy nói với các em một điều là cái Hình nón cụt ý là nó thi đại học nhiều lắm Nó thi đại học nhiều ấy Không 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 đùa đâu Thế Cho nên là những ai chưa học thì các bạn biết là vào đâu học ở đây Nhờ thấy Thầy không quảng cáo nhá nhưng thầy đố các bạn biết là bây giờ muốn học thì các bạn vào đâu học bạn nào mà trả lời đúng là tặng 200 nghìn Làm sao để không thấy lạnh vậy thầy Em nghe nói tuần sau vẫn lạnh á Mặc nhiều áo vào em Mặc nhiều áo vào nhá Các bạn chủ động trong cái việc tránh lạnh đi Chứ đừng có phụ thuộc vào người khác Buồn cười mấy đứa trẻ con Cứ thế trời lạnh là bắt đầu lại có tư tưởng đi tìm người yêu Xin lỗi với các bạn ý, Là cái chi phí để tìm người yêu ấy Nó đắt hơn rất nhiều So với chi phí các bạn mua khoảng hai cái áo phao các bạn ra ngoài vỉa hè ấy, cái áo phao thanh lý ấy, 250 000 một cái ấy. các bạn dành 1 triệu tiền uh, hẹn hò ấy các bạn ra bạn mua 4 cái các bạn mặc cho thầy 4 cái áo phao vào thì, thì xin lạnh hộ các bạn. Wow, ơ à, sao các bạn lại cứ bảo vào vào trang thầy chị.net à? Ok Hải Yến nhá, ok Ngân Khánh. Rồi ok Đức Độ, ok Lê Minh Giang. Ui. Chuẩn luôn các bạn. Đúng là toàn những học sinh ruột của mình. Còn nếu các bạn thấy là mua bốn cái nó khó các bạn mua thầy ba cái Mua thầy ba cái áo áo phao với cả 5 cái mũ len đội lên đầu ấy Xin xin hộ À thì đấy là dành cho những bạn đã mua khóa học rồi Còn bạn nào mà các bạn mua khóa học ấy Bạn chưa mua khóa học thì thầy nghĩ là các bạn dành tiền mua khóa học được Bởi vì là các cụ có câu là học thì nó ấm vào thân mà Học nhiều thì người nó tự ấm Thì các bạn cứ học đăng ký khóa học thì tự khác người nó ấm Chứ còn người yêu thì ôm được ấm được lúc đấy thôi các bạn. Người yêu ấm được 5 phút thôi. nhá, xong rồi sau lại lạnh mà các bạn. Nào cô 32. Ơ câu này dễ thế nhỉ? Double son đúng không? Chúng ta sẽ tìm ra x bằng cách là sử dụng chức năng son. Đấy, son. 9 mũ x mình tìm ra x xong mình thế vào đây các bạn nhá. Mình tìm ra x xong mình thế vào đây nhá. 9 mũ x cộng 9 mũ trừ x trừ đi 23. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập phương trình này, xong chúng ta bấm shift can đúng không? Shift can bằng shift can bằng. Thôi các bạn, thầy 50 tuổi rồi thầy không hiểu cái cái cái, cảm giác đấy các bạn. Ờ 1,264. Ok luôn. Thế như vậy là thầy ra x bằng cái này. Thì thực ra thì máy nó sẽ tự động lưu cho thầy vào cái chữ ANS nhé Các bạn nhớ này sau khi thầy ấn on đi ấy, thì máy sẽ tự động lưu cái giá trị này vào chữ ANS đấy và sau đó thầy thầy chỉ cần gì thầy chỉ cần lấy cái này các bạn thầy thay vào biểu thức k này là xong đúng không ừ. thế như vậy k sẽ bằng này 5 cộng 3 mũ an này đấy. cộng với cả 3 mũ trừ an này trên một trừ đi 3 mũ an này trừ đi 3 mũ trừ an này đấy thì thay vào thôi đúng nhỉ đúng rồi đúng không chắc đúng rồi ừ. Trừ 5 phần 2, ok, trừ 5 phần 2 Đó. Nếu thầy cô bảo giải tự luận thì sao á? Đấy, ui giời. Giải tự luận đơn giản, đây các bạn Nếu thầy cô bảo giải tự luận thì sao à? Đâu nhỉ? Đấy, các bạn lên uh, trang uh, thầychí.net đầy đâu ấy nhỉ? Đây, nếu thầy cô bảo giải tự luận đây, các bạn lên trang thầy net các bạn vào phần công thức mũ, ở phần chữa bài tập về nhà lẫn phần uh, bài giảng trên lớp ấy đều có giải tự luận các bạn nhé. Đây, giải tự luận đây, đấy. Ngoài này thì bấm thế thôi chứ còn ở trong khóa học thầy giải nó nó ấy lắm, nó đầy đủ lắm các bạn. Không đùa được với thầy đâu các bạn, đùa làm sao được. Đùa với nhà chùa. Không được. Không? Ok. Tiếp của bà bà, Tiếp tục nào Câu là thể tích khối lăng trụ Này một số bạn bảo là thầy không có người yêu Làm sao thầy biết được cảm giác ấm á Thì xin lỗi các bạn, các bạn nhìn thấy cái áo thầy đang mặc là cái áo gì chưa Này các bạn nhìn thấy cái áo thầy hôm nay thầy mặc chưa Áo này mà các bạn lại bảo là thầy không biết cảm giác ôm uh, ôm người khác giới ấm như thế nào á thế Các bạn nhầm to đấy các bạn Này thầy áo ấy chưa Ừm hmm. <laughs> Còn ôn học kỳ thì những bạn nào đăng ký khóa chuyên đề rồi các bạn có cái group group lớp toán chuyên đề ấy, thì các bạn vào đấy các bạn ôn tiếp học kỳ cho thầy các bạn. Nào có 33 nè, thể tích khối lăng trụ lục giác đều, lăng trụ lục giác đều có tất cả cạnh bằng a. Rồi. Các ông mười cái tuổi danh đầu bầy đặt ấm làm sao bằng ôm người yêu và bầy đặt trẻ con vắt mũi chưa sạch bầy đặt ôm người yêu để cho nó ấm bạn này rồi bằng tuổi các ông tôi ôm cả lang này Chứ các ông thì đã là cái gì đấy lang trụ lục rác đều rồi này các bạn nha <laughs> Thì bây giờ các bạn nhớ thầy là thể tích ấy nó bằng là diện tích đáy nhân chiều cao, được chưa? Diện tích đáy nhân chiều cao thể tích khối lăng trụ mà. Thì do tất cả cạnh bằng a. Tất cả cạnh bằng a này, tất cả cạnh bằng a, a a a a. Đấy. Và cạnh bên cũng bằng a luôn nhá, cạnh bên cũng bằng a luôn. Cho nên là cái chiều cao chính là a. Cho nên là chiều cao chính là a luôn nhá. Các bạn nhớ là cạnh bên chính là chiều cao trong lăng trụ lục giác đều, lăng trụ đều là lăng trụ đứng các bạn nhá lăng lăng trụ đều là lăng trụ đứng thì như vậy là đấy là cạnh bên cũng chính là chiều cao thế như vậy là chiều cao là xong nhá quan trọng bây giờ tính diện tích đáy thôi ừ, tính diện tích đáy thôi rồi diện tích đáy thì các bạn chú ý là cái 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 lục giác các bạn tính như nào lục giác đều các bạn tính nào đã biết tính lục giác đều chưa ui lục giác đều mà còn không biết tính là đòi có người yêu các bạn đây nối mấy cái đường chéo vào nhá, nối mấy cái đường chéo vào được không? Xong bây giờ nhá, cái này sẽ là 6 cái tam giác đều đấy. Tại sao lại biết là tam giác đều? Bởi vì là như sau này, cả một vòng tròn là bao nhiêu độ? Cả một vòng tròn là 60 độ à là 360 độ đúng không? Thế đây có 6 cái góc này, 1 2 3 4 5 6. Cả vòng tròn là 360 độ, ở đây có 6 cái góc như vậy mỗi cái góc ứng với 60 độ, đúng chưa Mà hai cái này bằng nhau chắc rồi. Thế như vậy là tam giác cân cân thêm 60 là đều đều như vậy là mỗi cái này là một tam giác đều nhá như vậy là diện tích của lục giác đều lục giác đều đấy thì bằng 6 lần diện tích của một cái tam giác đều 6 lần diện tích của cái tam giác đều được chưa nhỉ 6 lần diện tích tam giác đều đấy mà các bạn biết rồi diện tích của tam giác đều cạnh a ấy diện tích của tam giác đều cạnh a là bằng a bình phương căn 3 trên 4 nhá diện tích tam giác đều a bình phương căn 3 trên 4 đấy và như vậy 6 chia 4 là còn 3 3 phần 2 3 phần 2 A bình căn 3 Ok chưa nhỉ Đây chính là diện tích đáy này Vậy nhớ thầy lục giác đều đã từng thi đại học rồi nhá Có biết thi năm bao nhiêu không Không biết đúng không Hồi đấy hộ này đã đẻ ở đâu mà biết Bày đặt Rồi như vậy chiều cao bằng A và và và, và 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 và, diện tích đáy đây Diện tích lục giác đều Như vậy thể tích Diện tích đáy nhân chiều cao Ok như vậy nó sẽ bằng 3A mũ 3 căn 3 trên 2 nhá Đáp án B các bạn nhá 33B Đấy Thì các bạn chú ý cho thầy là Để tính uh, diện tích đáy là lục giác đều Các em hiểu rằng nó là 6 cái tam giác đều nhá Nó là 6 cái tam giác đều nhỏ Và em tính một cái em nhân nhân 6 lên cho thầy Thì cái câu này ấy là thi năm 2018 các bạn nhá Năm 2018 Năm 2018 các bạn Ui rồi, Với còn đeo khăn đỏ thì các bạn biết cái gì Đúng là mấy cái đứa bày đặt ôm nghỉ yêu cái này cái, cái hồi mà thi cái phần này các ông vẫn còn đang đeo khăn đỏ các ông nhá ông đừng có mà mà, mà 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 to tiếng ở đây nhá. Rồi. Tiếp câu hỏi 34 nào. Hôm nay 50 câu và thầy nhìn chung là từ câu 30 mấy trở đi nhỉ? Từ câu 3, 38 trở đi là bắt đầu khoai, từ câu 38 trở đi bắt đầu khoai. B đúng không các bạn? Rồi. Học đi các bạn. Học cho ấm vào thân đi. tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ một à lâu lắm mới gặp bài này bài này lúc đầu năm thì các bạn gặp nhiều đúng không chúng ta phải làm hai điều một là y phẩy hay là y hai phẩy đạt cực đại tại x bằng x không chúng ta phải làm hai thứ đó là y phẩy và y hai phẩy đúng chưa nhỉ thì đầu tiên chúng ta xét y phẩy bằng không nơi sinh ra cực trị này xét y phẩy bằng không nơi sinh ra cực trị thì y phẩy nó là gì y phẩy phải ra 6 x bình phương cộng với hai lần m bình x cộng với cả 4 m bằng 0 đây là nơi sinh ra cực trị này. <laughs> Sau đó thay x bằng âm 1 vào. Thay x bằng âm 1. Vì x bằng âm 1 là cực trị cho nên nó được đẻ ra từ đây. Và đẻ ra từ đây chúng ta lại nhét ngược lại. Âm 1 thay vào đây. 6 trừ đi 2m bình cộng 4m x bằng âm 1 mà bằng 0. Như vậy bạn được phương trình là trừ 2m bình cộng 4m cộng 6 bằng 0. Thầy viết lại thứ tự thôi. Thì các em bấm máy tính ra các em được hai nghiệm đi. trừ 2 4, 6 3 và âm 1 M bằng 3, M bằng âm 1 Ok, thì đấy là điều kiện cho cực trị các bạn nhé Nó là cực trị đã Sinh ra từ y phải bằng 0 Nhưng nếu nó là cực đại ấy, Nó là cực đại thì các bạn chú ý Xét thêm một thầy một cái bất phương trình nữa Đó là bất phương trình y 2 phẩy Y 2 phẩy nhỏ hơn 0 Cực đại thì đạo hàm y 2 phẩy nhỏ hơn 0 Y 2 phẩy nhỏ hơn 0 Y 2 phẩy phẩy thêm cái y này một phát nữa này Phẩy, phẩy thêm vào ngày một cái nữa này 12x cộng với cả 2m bình nhỏ hơn không đúng không nhỉ? rồi thằng này đạo hàm nó mất nhá, thằng này đạo hàm hết là 2m bình này. với x bằng âm 1, các em thay vào đây nữa, thấy x bằng âm 1 vào đây, em được là 12 âm 1 bình phương thì vẫn là à, âm 1 là âm 12, âm 12 cộng 2m bình nhỏ hơn 0 như vậy chuyển vế đi, bạn được là 2m bình trừ 12 nhỏ hơn 0 Bấm máy tính ra cái Ờ, Facebook nó đang hơi uh, lag tí các bạn uh, thông cảm. Đây là do Facebook phải do thầy nhá. Chứ thầy mà có một cái mạng xã hội riêng thì các bạn nét full uh, 4K livestream luôn. Như vậy x nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ uh, -2,4 cho đến 2,4 thôi. Đấy, trừ -2,4 đến 2,4. Rồi và với x nằm trong khoảng này thì chỉ có m bằng uh, Âm -1 là ok thôi các bạn ạ. À. m bằng 3 là vứt rồi. nhá. m bằng 3 là loại này. Bởi vì là x nằm trong khoảng từ trừ 3, trừ 2,4 đến 2,4 mà Cho nên là m sai, m bằng âm 1 Thôi đáp án B mới đúng các bạn ạ, à. đáp án B mới đúng Ok, ra bảo, ok, châu ra mẫn Ok, Ơ, mấy bạn này toàn ra ra này nhỉ, ra bảo, ra mẫn này Đức tỉnh, vương đức tỉnh, uài Vũ Đình Độ, hôm nay toàn tên hay vào đây ạ à. ừ. L mơ trường Ok nhá Lâu lâu không học thì ôn lại tí cho nó nhớ 35 nào các bạn, 35 nào ừ và <laughs> nhâm để xem có thằng nào hay không. Rồi, để xem đã hiện ấy chưa? Đã hiện thông báo chưa? Vẫn chưa hiện thông báo luôn ạ. À? Quá sợ. À nhưng mà lại có một cái ui tuy không hiện thông báo live stream nhưng mà lại có hiện một cái noti ở phần hẹn hò các bạn ạ. À? Facebook các bạn có cái phần hẹn hò không? Facebook các bạn phần hẹn hò đây này. Tuy tuy không hiện. Tuy là không hiện ra thông báo livestream nhưng mà lại hiện ra thông báo hẹn hò các bạn ạ. Câu hỏi 35. Tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ -1 đến 1. Ok. Hàm đồng biến ờ, để hàm số đây là hàm bậc 3 này, để hàm số bậc 3 đồng biến Vậy hàm số sẽ đồng biến khi mà y phẩy lớn bằng 0 các bạn nhá. Hàm bậc 3 thì y phẩy có cả dấu bằng nhá. Hàm bậc 3 y phẩy lấy cả dấu bằng. Thế bây giờ y phẩy các bạn phẩy ra. Đó là 3x bình phương trừ đi 6x cộng m lớn bằng 0. Thì những cái bài như này thầy dạy rồi, các bạn phải cô lập đúng không? Các bạn phải cô lập table. Như vậy là ta có m sẽ lớn hoặc bằng chuyển về sang trừ 3x bình phương cộng 6x và để đúng với mọi x thì như vậy m lớn hơn phải lớn hơn gì? Lớn hơn là phải lớn hơn mắc đúng không? Lớn hơn là phải lớn mắc Lớn hơn là cứ phải lớn hơn thằng lớn nhất. Đấy. Trên khoảng từ trừ -1 đến 1. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ thì chúng ta đi tìm cái thằng mắc của nó nha. mắc hardy max y. Đây chúng ta có hari max min. Ờ à, 3x bình cộng với 6x. Rồi cho chạy từ trừ -1 đến 1. Bắt đầu bằng âm 1, kết thúc bằng 1 Vậy bước nhảy sẽ là 2 chia 19 1 trừ đi âm 1 chia 19 2 chia 19 Và chúng ta cần tìm mắc của nó Harry Marknin Ồ, như vậy mắc của nó thì nó rơi vào tầm 3, đúng không? 3 M lớn bằng 3 Ok, B nhá 35B, rồi Đấy, thế là được 7 điểm rồi đấy rồi, nốt câu 36 là chấm dứt các câu hỏi dễ nhá. Câu dễ cuối cùng là câu hỏi số 36 này. Đây vẫn là câu dễ thôi, thầy đánh giá đây là câu gọi là xóa mù chữ các bạn ạ. Đây là câu xóa mù chữ. Tức là những ai biết chữ là đều làm được câu này nhá, nhá. Những cái câu như kiểu có 35 này này và 34 này, sáu ba này, biết chữ là làm được, được chưa? Sao các bạn cứ bảo lag ấy nhỉ? Này có rất là nhiều rất là nhiều bạn bảo là lag ấy. Đây này, thầy ơi mạng lag lắm này Ngậm ngùi tắt đi chốc xem lại chứ lag quá này Lag hay là do mạng các bạn chứ nhỉ Có phải là do thầy đâu nhỉ Các bạn khác thì sao Các bạn khác có có có, có bị lag cái thầy không Ờ hôm nay mình đã mặc cái áo bad boy rồi À chắc là do cái áo này Người ta đánh giá mình ừ. Nào câu hỏi số 36 đây cho khối chóp đều SABCD có cạnh B bằng 8, Ui con này khoai này Bắt đầu đến mấy câu mất thời gian à Nà bắt đầu đến mấy câu mất thời gian với các em nhá Với thầy thì nhanh mà Nhưng với các em thì nghĩ là lâu Các bạn lâu dài lắm Đấy theo các bạn thì lâu ra thì là tốt hay là là không tốt các bạn? S, A, B, C, D. Đây, chọc đều đây. Rồi, có cạnh B bằng 8. Rồi, cạnh B bằng 8. <laughs> Góc giữa cạnh bên và mặt đáy, góc giữa cạnh bên thì thầy lấy luôn là góc uh, SAO nhá, 60 độ dạ. Góc SAO bằng 60 độ. Cạnh bên với đáy mà, nối vào góc, nối vào góc thôi, 60 độ. Tính thể tích hình nón. À đây là thể tích khối nón chứ. Thể tích khối nón. Có đỉnh SC và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác à, tứ giác ABCD. Ok. Thì các bạn nhớ này, khối chóp à, khối nón đây, khối nón đáy là đường tròn ngoại tiếp, đáy là đường tròn ngoại tiếp thì tức là tâm vẫn là tâm ô đấy các bạn. Ô này là tâm ngoại tiếp mà. Nó là tâm của tất cả các thể loại luôn. Đây. Đấy. Như vậy khối nón này có đáy là đường tròn ngoại tiếp của đáy hình vuông ABCD và chiều cao chính là SO các bạn nhá. Chiều cao là SO. Thế để cho nhỉ. Đấy, nón đấy. Được không? Nón. Ừ. thế bây giờ các bạn người ta bảo là tính thể tích khối nón nào? Vậy thầy hỏi các bạn thể tích khối nón bằng gì? Nào, thể tích khối nón. 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao, được chưa? 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Là 1/3 pi r bình nhân h. Thể tích khối nón 1/3 pi r bình nhân h. Thế bây giờ thì thầy hỏi các bạn bán kính là gì và chiều cao là gì nào? Thay số nhá. Vậy thể tích sẽ bằng này, 1/3 pi r đây là bán kính đáy, bán kính đáy là cạnh nào thầy hỏi các em? Trong bài này bán kính đáy là cạnh nào? thì bán kính bán kính đáy của thầy trong cạnh trong bài này là phải cạnh OA các bạn nhá OA vì sao bán kính chính là đoạn thẳng nối từ tâm ra một điểm đây này từ tâm ra điểm thuộc đường tròn là bán kính này đấy trong đó bán kính đáy cái R này chính là OA các bạn nhá bán kính đáy là OA được chưa còn chiều cao là gì chiều cao chính là cái SO chính là SO của đầu bài đây vậy trên đây chính là thể tích của khối nón ngoại tiếp khối chóp nha khối nón ngoại tiếp khối chóp chính xác ok chưa nhỉ như vậy nhiệm vụ của thầy bây giờ là gì thầy phải đi tìm oa và thầy phải đi tìm so dựa vào dữ kiện là sa bằng tám còn oa còn góc này bằng 60 thì thầy sẽ tìm ra oa và thầy tìm ra so ok chưa thế bây giờ thầy dùng à, uh, sin 60 nào thầy sẽ xét để tính được oa thầy sẽ sử dụng cốt của 60 độ trong tam giác soa này xét tam giác vuông scoa thầy uh, có cốt của 60 độ cos 60 độ thì bằng kề vuông tại ô nhá, vuông tại ô này, kề chia huyền, kề là OA trên huyền là SO. Cos 60 OA trên SO. Mà cos 60 bằng bao nhiêu? Cos 60 là căn 3 à là 1/2. Cos 60 là 1/2 thì bằng OA trên SA. SA là 8 các bạn nhá, đề cho cạnh B bằng 8 mà, cạnh B bằng 8, SA bằng 8. Ừ. Rồi như vậy nhân chéo lên OA sẽ bằng bằng 4, nhân chéo lên 8 chia 2, 8 chia 2 là 4 sao OA bằng 4 đan đan chưa đan đúng không thế sau khi OA bằng 4 rồi Pita Pistago đi theo định lý Pitago ta có cũng tam giác này thì SO sẽ bằng căn của SA bình trừ đi OA bình SA bình trừ đi OA bình ok và bằng căn của SA bình là 8 bình trừ đi OA bình là 4 bình bằng bao nhiêu đây căn của 8 bình trừ 4 bình như vậy nó bằng 4 căn 3 các bạn, 4 căn 3. Xong. Vậy SO sau khi sử dụng P star thì ra được 4 căn 3. Đan. Hết. Hết rồi. Thế như vậy thay số thôi. Vậy thể tích khối nón sẽ bằng 1 phần 3 P này. R bình phương này. R là OA này. 4 bình. Nhân SO chiều cao. Chiều cao đây. 4 căn 3. Chốt đơn. Ừ. 1 phần 3 nhân 4 bình nhân 4 căn 3. 64 căn 3 trên 3 pi 64 căn 3 trên 3 pi Đáp án C 36C nhá Rồi 36C Ok như vậy là đến đây chấm dứt những câu hỏi đơn giản Được chưa Ta đã chấm dứt những câu hỏi mức độ đơn giản ừ. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu Chớm đến những câu hỏi mức độ là phải nghĩ nhá Phải nghĩ Các bạn nhớ khái niệm hình chóp ngoại tiếp vào thầy nhá Hình nón ngoại tiếp hình chóp các bạn nhớ thầy ừ. Tiếp tục câu 37 37 nào cho hàm số y bằng ln x trên x, mệnh đề nào dưới là đúng về mối quan hệ giữa y phẩy và y hai phẩy? Mối quan hệ giữa y phẩy và y hai phẩy? chưa? Sao các bạn cần giúp cái gì? Ba à. À. bảy nào? cho hàm số y bằng len x trên x mệnh đề nào sẽ là đúng câu này thì nếu mà các bạn tính đạo hàm hai lần ấy thì nó rất là dở nhá câu này đạo hàm luôn ấy, thì nó sẽ rất là là mất thời gian cho nên là các bạn phải khéo léo đấy câu này mình chúng ta phải là tinh tế y bằng len x trên x đầu tiên ta có y bằng len x trên x thế sau đó thầy nhân chéo lên nào thầy nhân chéo lên nhân lên như vậy thầy có x nhân y sẽ bằng len x yeah, x nhân y bằng len x Bây giờ thầy sẽ đạo hàm, thầy sẽ đạo hàm hai vế của cái phương trình này thầy sẽ bắt đầu đạo hàm cả hai vế. Đạo hàm hai vế. Đạo hàm hai vế thầy được sẽ là gì? x nhân y đạo hàm với cả len x đạo hàm. Được chưa nhỉ? Đạo hàm hai vế nào. Đạo hàm của thầy này, đây là công thức gì? U nhân V, U nhân V đạo hàm. U nhân V đạo hàm sẽ là U phẩy V cộng U V phẩy. U phẩy đây là một này. U phẩy nhân V cộng U nhân v phẩy v phẩy thầy viết là y phẩy luôn v phẩy thầy viết là y phẩy luôn đó u phẩy v cộng u nhân v phẩy có bên này len x len x đạo hàm là một trên x len x đạo hàm là một trên x xong đạo hàm hai vế tiếp đạo hàm cái nữa thêm cái nữa đạo hàm cái nữa nào thì thầy được cái gì bắt đầu đạo hàm này thôi một nhân gì thì bỏ nhá y đạo hàm đây là tổng này đạo hàm từng cái y đạo hàm là y phẩy Thế còn cái thằng này đạo hàm Thằng này đạo hàm lại là U nhân V Lại là U nhân V Lại bắt đầu U phẩy V U phẩy nhân V Cộng U nhân V phẩy là Y phẩy phẩy Đấy Y phẩy phẩy thêm một nữa Thì bằng bên này Đạo hàm cái nữa 1 trên x đạo hàm là gì? Là trừ 1 trên x bình 1 trên x đạo hàm là trừ 1 trên x bình Sao? Thế Thế rồi Và thầy gom lại Y phẩy cộng Y phẩy là 2 lần Y phẩy Y phẩy về 2 và Y phẩy cộng x nhân y phẩy phẩy thì bằng trừ 1 trên x bình và đây chính là mối quan hệ mà các em đang cần tìm chính là mối quan hệ này và mối quan hệ này sẽ ứng với đáp án a các bạn nhé 37a đấy thì các bạn chú ý là bài này mình đạo hàm nó phải tinh tế nhá đạo hàm hai lần thì quan trọng nhất các em phải hiểu đạo hàm lúc này là đạo hàm theo u nhân v nhân chéo lên rồi đạo hàm theo u nhân v được chưa u nhân v à. u nhân v v nhân u ok nào nốt câu hình đây hôm nay 50 câu các bạn ạ, à. 50 câu cơ, hôm nay 50 câu cơ mà ta câu hay thôi các bạn. 50 câu. Rồi tiếp tục câu 38 nào. Sau lại bạn Hoàng bạn bảo 5 giây là bạn ý ra rồi. Bạn Lê Văn Hoàng 5 giây em đã ra. Ui, bạn này có hơn 400.000 người theo dõi à? Nick ảo à? Xem nào. Bạn này 5 400.000 người theo dõi. À? Văn Hoàng cute giỏi nhất thế giới, biết ngay nick ảo mà. Nghe cái tên Văn Hoàng Cú Te là đã thấy là nó bớt bớt tín tín rồi các bạn ừ. Ngày xưa thầy mới chỉ đặt cái Instagram của thầy là chí DT thôi mà đã có Mấy bạn nữ ở trên trường người ta đã bỏ follow mình luôn rồi Buồn cười lắm các bạn Hồi xưa đi học ấy Thầy đặt cái Instagram của thầy Các bạn ít biết Instagram của thầy chưa nhỉ? Là chí DT 264 ấy các bạn Trí ừ, DT 264 thì mình vừa mới đặt chí dt xong phát u rồi con gái cả trường bỏ follow mình luôn các bạn trước đấy các bạn hình dung là cả làng follow thầy con gái trong trường follow hai ba lần liền mà mình cũng để ý đâu thế là từ hôm mình đặt tên là chí dt phát là chúng nó bỏ hết bỏ hết follow luôn thế mới sợ đáng sợ con gái mới đáng sợ các bạn biết vì sao bỏ không ừ. <laughs> rồi tâm của các tâm các mặt của một hình lập phương cạnh a ở ừ, hình lập phương cạnh a nhá à, là các đỉnh của một khối bát diện đều tính thể tích khối bát diện này ok thế. không biết à ui dt là gì mà không biết à tâm bên trên này tâm bên trái này tâm đằng sau này tâm đằng trước này tâm bên phải này tâm ở dưới này đây thì nối lại cho các bạn cái hình bát diện đấy nhá dễ mà con này dễ mà ừ. Đấy. DT là gì? Ôi đơn giản thế mà các bạn không biết à? DT chính là dạy toán đấy các bạn. Ừ giời. Thế là thấy nó hội con gái nó thấy trí dạy toán phát năm lại Ui thằng này dạy toán à? Thế thì làm giáo viên đến này nghèo rất mùng tơi, ăn follow luôn. Rất nhanh, rất nhanh chóng, rất dứt khoát các bạn. Đấy con gái trường thầy nó thấy đấy các bạn. Đẹp trai không thể kéo lại được. Uhm. <laughs> đấy, bát diện đây này các bạn này, bát diện đây này. Dạ. Yeah. Đấy các bạn nhìn thấy cái bát diện chưa? <laughs> Thanh Thúy thầy có bao giờ nói thật không thầy á? <laughs> Mấy năm ngày hay nhỉ. Buồn cười thật đấy. <cười> Thế thì cái câu này rất là dễ thôi các bạn ạ. À. Câu này thì dễ lắm. <laughs> Thầy được gọi đây là đỉnh s nha đây là đỉnh o nha tất cả đều là tâm nhá tất cả đều là tâm hết đấy rồi thì xin phép các bạn đây là mnpq nhá rồi thế các bạn phải hiểu rằng là các bạn phải hiểu rằng là cái hình bát diện này nó là hai cái hình chóp tứ giác nó úp vào nhau ấy các bạn nhá nó là hai cái hình chóp tứ giác úp vào nhau này đó là hình chóp smnpq cộng với hình chóp omnpq nhá các bạn có hình dung được hai cái hình chóp nó úp lên nhau ra hình bát diện không đấy hai hình chóp tứ giác đều ấy thì úp lên nhau ra được ấy. Thế như vậy là muốn tính thể tích đây này, muốn tính thể tích của bát diện nhá, muốn tính thể tích của bát diện thì các em sẽ tính bằng hai lần diện tích của cái hình chóp smnpq v của smnpq. Tại vì nó là hai cái hình chóp tứ giác đều nó chộp lên nhau mà các bạn. Ừ. Chưa? Hai hình chóp tứ giác đều chộp lên nhau. Thế bây giờ ta tính thể tích từ ngày thôi là xong. Thì chiều cao từ ngày là nối xuống đây này, này nối xuống đây. Ừ thì tôi gọi đây là điểm H nhé thì ở đây các bạn thấy dễ quá đầu tiên thì tính chiều cao này B thì đi tính hình chóp thể tích hình chóp SMNPQ này thì ta được là thứ nhất chiều cao SH này chiều cao SH sẽ bằng 1 phần 2 SO đúng không 1 phần 2 SO SO là cả cái này này máy SO chính là cạnh hình lập phương nhé SO là cạnh hình lập phương như vậy SO thì bằng A luôn như vậy 1 phần 2 A vậy suy ra SH bằng A trên 2 nhé đấy Vậy là cái chiều cao của hình chóp, chiều cao của hình chóp SMNPQ là cái SH này này bằng A trên 2 Xong chiều cao này Được chưa ạ Thì tiếp theo thầy đến bán kính đáy nào À thầy đến diện, diện tích đáy nào Thì trước tiên là thầy sẽ biết là đáy này là hình vuông các bạn ạ Đáy là hình vuông Đấy Vì sao? Bởi vì là theo kinh nghiệm ấy Thì các bạn chỉ cần nhìn đây này Cái MN sẽ song song vào bằng một nửa cái BD nhé các bạn nhá MN sẽ song song vào bằng một nửa cái BD Vì sao? Đây các bạn nối vào mà xem Nối A phải B vào Đây là tâm mà Tâm mặt bên mà Đây nối vào này thì các bạn có thấy không? Trong tam giác này, trong tam giác A phẩy BD này, M là trung điểm này, N là trung điểm này. Như vậy MN đường trung bình, tức là MN sẽ song song và bằng với BD. Đấy, bằng một nửa BD. Ta có MN song song BD và MN cũng bằng 1 phần 2 BD. Đấy chưa ạ? Dạ. Như vậy thì dễ dàng suy ra được MN bằng A căn 2 trên 2 nhá Vì BD là A căn 2 mà. BD là A căn 2, MN là A căn 2 trên 2. Đấy. Và các cạnh còn lại cũng tương tự như vậy nhá. Các cạnh còn lại cũng tương tự như vậy. Đó là NP cũng thế, NP cũng tương tự, NP cũng sẽ bằng 1 phần 2 của AC. Được chưa? Đấy, và cũng bằng A căn 2 trên 2. Và cứ cứ như vậy thì cái mối quan hệ như vậy nó sẽ khiến cho cái tứ giác này là hình vuông này các bạn. Tứ giác MNPQ sẽ là hình vuông bởi vì nó cứ quan hệ như vậy, quan hệ thôi, quan hệ với nhau như vậy. Đấy, thì là hình vuông. Đó, có hiểu không nhỉ? Như vậy thầy suy ra được là diện tích của tứ giác MNPQ, diện tích tứ giác MNPQ đó là hình vuông nhá vuông ấy vì thằng này song song với AC mà AC vuông góc BD cho nên nó vuông góc MN mà sẽ bằng MN nhân với cả NP và bằng A căn 2 trên 2 nhân A căn 2 trên 2 rồi và sẽ bằng A bình trên 2 các bạn nhá. đó như vậy thì có diện tích đáy được chưa thầy có diện tích đáy là diện tích của MNPQ bằng A bình trên 2 còn chiều cao SH thì bằng A trên 2 thế là thầy có thể tích rồi vậy chốt lại thầy có thể tích của khối chóp SMNPQ thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Được chưa ạ? 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Và sẽ bằng A mũ 3 trên 6. À đâu? Trên 12. Ok. Xong. A mũ 3 trên 12. Đó là diện tích của hình SMNPQ. Còn cái bát diện ý, thì thầy sẽ nhân gì các bạn? Nhân đôi lên nhá Bát diện thầy sẽ nhân đôi lên. Rồi như vậy thầy suy ra V của bát diện. Bát diện. Sẽ bằng gấp đôi thằng này lên. 2 lần A mũ 3 trên 12 và bằng A mũ 3 trên 6 là bản D các bạn nhé Đấy, định hướng làm là như thế Các em có hiểu được ý tưởng không? Các bạn thấy thầy, thấy, thấy thầy vẽ hình có đẹp không? Đẹp vãi cả ra đúng không? Ừ. Rồi <laughs> Thế các bạn nhớ thầy là bản chất của nó là hai cái hình chóp tứ giác đều nó úp vào nhau Thì mình tính một cái thôi Mình tính một cái thôi Chiều cao đây Bán đáy là hình vuông này Đấy Thì úp vào Được chưa? Ok đáy hình vuông mà Chóp tứ giác mà Làm làm kiểu gì cũng được Các bạn thích làm kiểu gì thì đều ra đáp án cả nhá. Các bạn làm kiểu gì cũng ra đáp án hết Được chưa nhỉ Ok luôn Rồi 39 Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn điều kiện trên Bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn điều kiện trên Đấy thầy đang hướng dẫn các bạn cái cách tính bát diện nhá Được chưa Câu 39 này Câu này à, phải ti tỉ người sai Câu này phải ti tỉ người sai 39 rồi. tìm giá trị nguyên của x để bất phương trình trên lớn bằng không đây là bất phương trình tích nha. tính kiểu gì cũng được em đình vũ nhá tính kiểu gì cũng được à. này dạng bài mới và 2 năm 2 năm gần đây là đề thi của bộ là rất hay thi mấy bài này các bạn nhé Đây là phương trình tích, bất phương trình tích. 2 năm gần đây đề thi của bộ rất hay thi bất phương trình tích các bạn ạ, thi nhiều lắm. Đấy. Nhiều đến cái mức mà không đếm được các bạn. Nhiều như kiểu là tình cảm của thầy dành cho các em ấy các bạn. Sao lại xấu các bạn? Nào làm câu 39 đấy, đáp án gì comment đấy. Bạn nào làm câu 39 thì tặng các bạn 750 000 Bạn nào làm đúng câu 39 nào, tặng các bạn 750 000 ui wow. hôm họ thầy xem lại mấy cái live stream thầy cái đề 3 năm ấy đúng là mình già quá đúng thật mình già quá rồi ui cái đề 3 năm mặt mình búng ra sữa các bạn bây giờ búng là toàn ra mụn đây thế điều kiện chúng ta có hai điều kiện nhá đó là điều kiện của x và điều kiện của căn các bạn nha điều kiện của x và điều kiện kỷ... à điều kiện của log và điều kiện của căn. Điều kiện đầu tiên là điều kiện của log này, log đó là cái này lớn hơn 0 này, 4x lớn hơn 0. Như vậy chuyển sang là x lớn hơn 0. Được yeah. chưa? Tiếp theo điều kiện của căn này là phần trong căn lớn bằng 0 này. 2 lần log cơ số 10 nhá, log cơ số 10 của 4x lớn bằng 0. Rồi. Thế thì giải ra như vậy loga cơ số 10, tôi viết luôn số 10 vào đây nhá. Nhỏ bằng 2 này. Đội mũ lên. Đội mũ lên thì thầy được là 4x sẽ nhỏ bằng 10 mũ 2. 10 mũ 2 là 100 mà, 10 mũ 2 là 100. Như vậy x sẽ nhỏ bằng 25 các bạn ạ. Ok, x nhỏ bằng 25. Như vậy kết hợp x lớn hơn 0 và x nhỏ bằng 25 thì cho chúng ta kết quả cuối cùng là x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 25. Rồi, thì đấy là về điều kiện để cho nhỉ. Thế thì xong điều kiện rồi thì các em phải giải cái này như nào? Thì các em nhớ là các em nên làm theo phương pháp bảng xét dấu nhá. Bạn nên lập bảng xét dấu thì hay hơn. Chúng ta nên làm theo phương pháp bảng xét dấu, nên làm theo phương pháp bảng xét dấu. Một số bạn buồn cười cực. Thầy biết có một số bạn buồn cười lắm các bạn lập luận như này này. Tôi thấy cái căn này luôn lớn bằng 0. Tôi thấy cái căn này luôn lớn bằng 0. Cho nên bất phương trình tương đương là cái này lớn bằng 0. Đúng hay sai? thôi tí nữa thầy sẽ nói về vấn đề đấy nha tí nữa thầy sẽ nói về vấn đề đấy về thầy làm bản xét dấu nha thì bây giờ nguyên tắc để làm bản xét dấu ấy thì đầu tiên mình sẽ cho từng cái một bằng 0 đầu tiên mình sẽ cho từng cái một bằng không đấy ạ như vậy ta có đây hai phương trình từ cái một bằng 0 này 4 mũ x trừ đi 5 nhân 2 mũ x cộng 2 cộng 64 bằng 0 và ở dưới 2 trừ đi log 10 của 4x bằng 0 Đó. thôi các bạn đừng kêu lát nữa tập trung học đi Học nhiều sẽ hết lag các bạn ạ Nào phương trình này chúng ta sẽ giải theo kiểu phương trình mũ các bạn nhé Phương trình này chúng ta giải theo phương trình mũ này 4 mũ x Trừ đi 5 lần 2 mũ x cộng 2 tách thành 2 mũ x nhân 2 mũ 2 Rồi cộng 64 bằng 0 Ok đây Và như vậy thì uh, Các em có là 4 mũ x Trừ đi 5 nhân 4 là 20 20 nhân 2 mũ x cộng 64 bằng 0 Đấy đặt 2 mũ x là T nhỉ Đặt 2 mũ x là T đi thì thầy sẽ được là T bình trừ đi 20T cộng 64 bằng 0. Rồi. Bấm bậc hai cái. 1 trừ 20, 64. 16 và 4. Ok, như vậy ra T bằng 16 và T bằng 4. Mà T là 2 mũ x, như vậy 2 mũ x bằng 16. 2 mũ x bằng 16, như vậy là x bằng 4. Còn 2 mũ x bằng 4, 2 mũ x bằng 4 thì x bằng 2. Ok, như vậy có hai nghiệm rồi, x bằng 4 x bằng 2 nhá. Đây là phương trình đầu tiên này, phương trình đầu tiên này. Phương trình thứ hai nào. Phương trình thứ hai này giải tương tự như này x bằng 25 này. Loga cơ số 10 của 4x thì bằng 2 này, đây loga số 10 nhá. Đội mũ lên này, 4x sẽ bằng 10 mũ 2 là 100 này, 10 mũ 2 là 100 này, như vậy x bằng 25. Rồi như vậy các em có 3 nghiệm nhá, các bạn có 3 nghiệm. Đây đây và đây. Rồi, phải xuống bút nhớ các bạn ạ, bút nhớ bút nhớ ok vậy có 3 ta có ba nghiệm sau ta lập bảng xét dấu nè ta lập bảng xét dấu x điều kiện x chạy từ 0 đến 25 này x chạy từ 0 đến 25 x bằng 4 x bằng 2 x bằng 4 à đâu đây có phải bảng xét dấu đâu nhỉ không phải không phải bảng xét dấu nó không phải nhảy bảng xét dấu nhảy cơ x fx Đấy. Fx nó chính là cái này này, Fx chính là cái tích này này. x chạy từ 0 đến 25. Rồi. Xen giữa đó có x bằng 2 và x bằng 4 các bạn. Xen giữa đó có x bằng 2 và x bằng 4. X bằng 2, x bằng 4. X chạy từ 0 đến 25 nhá. Thế thì tại x bằng 2, tại x bằng 4 và tại x bằng 25. Tại x bằng 2, x bằng 4, x bằng 25 có số 0. X bằng 2, x bằng 4, x bằng 25 có số 0. Rồi. Bây xét dấu nào. Xét dấu, lập bảng xét dấu mà. Đây người ta gọi là bảng xét dấu. Thì uh, bây giờ mình xem khoản này âm hay dương thì bằng cách thay số thôi Mình thay số vào 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 trong FX này Cái FX chính là cái đầu bài của các em ấy Cái FX chính là cái đầu bài này Thầy gõ nhá Nó là 4 mũ x này 4 mũ x trừ đi 5 nhân với cả 2 mũ x cộng 2 này Cộng 64 này Nhân với cái căn của 2 trừ đi log của 4 x này Đây, đây chính là cái FX này FX chính là cái, cái, cả cái biểu thức này Được không? Cả cái biểu thức này Bây giờ thầy thay một giá trị bất kỳ này thì thay là thầy ấn phím can các bạn nhé, thầy thay là thầy phím can này, can Từ 4 đến 25 thầy chọn một giá trị bất kỳ đi, thầy thích số 10 nhé các bạn, thầy thích số 10 Thì thầy can số 10 này Thì thầy được số là 64 tỷ, uh, 648 nghìn là số dương, số dương tức là khoảng này là khoảng dương Số dương, đây, thay x bằng 10 vào fx này, vào cái biểu thức bên trái này Thầy thấy là số dương như vậy là khoảng dương Các nghiệm này đều là các nghiệm đơn cho nên có thể đan dấu được như vậy đây là dương, đây là âm và đây là dương. Đó, đây là dương, đây là âm, đây là dương. Được chưa? Dạ. Và như vậy thì bây giờ người ta cần là gì? Người ta cần mình là cần lấy lớn bằng 0. Thì như vậy mình sẽ kết luận khoảng lớn bằng 0. Vậy để fx lớn bằng 0, để fx lớn bằng 0 thì thì sao? Thì đây, hai khoảng đây, hai khoảng dương đây. Thì khoảng thứ nhất đó là x từ 0 đến 2. Đúng chưa? Và khoảng thứ hai là x từ 4 đến 25 Rồi, từ 4 đến 25 Đấy, thì nó là khoảng dương Có cả dấu bằng các bạn nhé, có thể bằng không nữa mà Người ta bảo bằng không nữa mà Đây, bằng 0. thì lấy cả bằng không nữa Đấy chưa? Như vậy trong đó là các em có bao nhiêu số nguyên nè Bao nhiêu số nguyên, người ta hỏi có bao nhiêu số nguyên x Bao nhiêu số nguyên x Nào, thì chỗ này là có hai số này Từ 0 đến 2 này, chỗ này có hai số đó là x bằng 1 và x bằng 2 này X bằng 1 và x bằng 2 Còn từ 25 đến 2 đến 4 thì ta có hai cuối trừ đầu cộng 1, cuối trừ đầu là 21 cộng 1 là 22 số này. Đấy. Như vậy hai số ở đây cộng với 22 số ở đây là bằng bao nhiêu? 24 số các bạn nha. Ok đáp án D nhá, 24 số. Rồi, 39D, 24 số. Đấy, thì cái cách làm theo cái kiểu bảng xét dấu là tốt nhất. Thì bảng xét dấu nghĩa là gì? Nghĩa là em giải từng phương trình ra, em giải phương trình này ra, em giải phương trình này ra. Tất nhiên mình phải có điều kiện đã nhá. Sau mình được nghiệm ấy, được nghiệm thì mình ném cả điều kiện lẫn kết quả lên bảng. Xong rồi mình thay số để mình xét dấu Thì mình xem là người ta lấy dấu gì Người ta lấy dấu gì thì mình sẽ làm như vậy Được chưa Ok Tuy nhiên là có một số bạn làm như sau này Thầy phải cảnh báo các bạn một chút này Có một số bạn làm như sau Thì các bạn theo các bạn là như nào Tức là đề bài nó là như này Một số bạn nhé Đề bài nó là như này Đây Sau khi bạn đặt điều kiện rồi sau khi bạn đã đặt xong điều kiện nhá thầy nhắc lại sau khi bạn đặt điều kiện xong rồi bạn thấy là cái này luôn lớn bằng không rồi cái này luôn lớn bằng không rồi như vậy cái còn lại lớn bằng không suy ra cái còn lại lớn bằng không đấy cái còn lại lớn bằng không như thế này và các em bắt đầu giải cái điều kiện này ra giải ra ok thế thầy hỏi các bạn là cách làm mới đúng hay sai theo các bạn cách làm đó đúng hay là không đúng đấy nào Thầy nhắc lại này hai thằng này nhân với nhau lớn bằng không bạn nhận xét do cái này lớn hơn không do cái này lớn bằng 0 này cho nên cái còn lại cũng sẽ lớn bằng không và bạn giải ra thì câu trả lời câu hỏi là đúng hay là sai thầy 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 khả năng là có một số bạn cũng làm theo cách này bài này ấy có một số bạn cũng làm theo cách này đấy có đúng không có bạn nào làm theo cách này không có bạn nào làm ra cái, cái cách này mà vẫn ra đáp án d không thầy hỏi một chút nào có bạn nào mà làm theo cách này nhưng vẫn ra đáp án d không đây thầy đang đợi các bạn có bạn nào không làm theo cách này mà vẫn ra đáp án D nào Các bạn comment thầy một chút nào Để thầy chấn chỉnh lại một tí nào Bạn nào mà làm Với bài này ấy, các bạn làm cái này vẫn ra đáp án nhá. Với bài này các bạn làm cái này vẫn ra đáp án Nhưng có bạn nào làm không để để thầy biết là có bạn nào bị bị như thế không Đấy Rồi có bạn nào bị như thế không Rồi thì các bạn thấy là có một số bạn đây này Bạn Lương Quang Hà, bạn An Hồ, bạn Lê Ngọc Hải này Đấy Thì thấy biết là nhiều bạn sẽ làm như thế Bởi vì sao? Bởi vì là hồi lớp 1 thầy cũng hay làm như vậy Hồi lớp 1 thầy cũng hay làm như vậy Tuy nhiên là cách làm này là không đúng Cách làm này thì uh, Thì thực ra là rất rất là logic nhá. Thực ra cái cách làm này rất là rất là hợp lý thôi Tại vì thầy thấy là cái này dương rồi Thì cái này dương nốt Nhưng thực ra cách làm đấy là là không đúng Đấy Sao lại điền Đây là bảo căn cơ mà Tôi bảo căn cơ mà Sao lại bảo hai trừ log cái ông vũ phạm này đã rốt rồi cái ông này nhá ông này tôi bảo là ông chưa chưa tốt đấy thì ông phải từ từ tôi đang nói là cái căn cơ mà cái căn thì chắc chắn lớn bằng không rồi chứ không phải là cái lót nhá cái căn thì chắc chắn bằng không rồi chứ không phải là cái lót vấn đề ở đây ấy, đây này vấn đề ở chỗ là nếu mà các em làm cái, cái, cái này này mà nếu các bạn bảo là do cái căn lớn bằng không rồi cho nên cái còn lại cũng phải lớn bằng không đúng nghe rất là hợp lý nhưng mà như thế là thường sẽ thiếu nghiệm đấy các bạn Đấy Thế cho nên là như thế là thường thiếu nghiệm Thế vì vậy là cái này là không đúng Cái này là sai nhá Cái này chính xác là sai Vì sao? Bởi vì là nếu cái biểu thức này âm ấy Biểu thức này âm này Mà biểu thức căn này bằng không ấy Thì vẫn đúng Thế cho nên là không thể được đấy. Thế Tóm lại là cái này không được. Tốt hơn hết các bạn làm cách bảng xét dấu nha. Tốt hơn hết các bạn làm theo phương pháp bảng xét dấu cho yên tâm nha. Các bạn làm bảng xét dấu yên tâm hơn. Đó. À. Rồi. 40 nào. Vẫn còn 11 câu nữa cơ. Cố lên game. Vẫn còn 11 câu nữa cơ. Cố lên. Vẫn chưa có thông báo livestream các bạn ơi, vẫn chỉ có thông báo hẹn hò thôi. Rồi. Có 40 nào. Căng thật, không hiểu sao lại không có thông báo livestream ạ. À. Các bạn khác có thông báo livestream không? Các mấy bạn vào sau ấy. 40 nào có bao nhiêu giá trị của M để hàm số không có tiệm cận đứng? Đấy, không có tiệm cận đứng. Nào, để hàm số không có tiệm cận đứng thì sao? Thì thứ nhất, mẫu vô nghiệm đúng không? Mẫu vô nghiệm đi. về bây giờ mẫu vô nghiệm thì như nào? Trường đầu tiên này. Để không có tiệm cận đứng thì mẫu vô nghiệm luôn. Đấy thì mẫu vô nghiệm M bằng không vẫn là vô nghiệm luôn. Vì sao? Bởi vì là bình thường ấy, là gì khi em cho đây này em hình dung là em cho mẫu bằng không này cho mẫu bằng không tức là x sẽ bằng 1 trên m thì mẫu bằng không mẫu bằng không phải là là vô nghiệm luôn đúng không m bằng không ok nhá đó nếu mẫu vô nghiệm vô nghiệm thì vô tiệm cận đứng được chưa sao lại vì sao âm nhân với căn cái bạn xuân khiêm này tôi không bảo là Tôi bảo là âm nhân với cả không Cái căn thì vẫn có thể bằng không được mà Ok mà Chả biết cái gì Chết toi Không có thông báo à ừ. Là trường hợp 2 có nghiệm nhưng bị trùng Đúng không Có nghiệm Mẫu có nghiệm nhưng mà bị trùng với tử Thì vẫn là không có tiệm quận đứng Nhưng bị trùng với tử Đấy, có nghiệm nhưng bị trùng với tử thì cũng là không có tiệm cận đứng nhá. Thì bây giờ trên tử này, trên tử nếu cho tử bằng 0 này, cho tử bằng 0 thì x sẽ bằng âm 1 phần 4 này, đúng không? x bằng âm 1 phần 4, thì chỉ cần nó cho vào mẫu thôi, trùng với tử là được. Lấy x bằng âm 1 phần 4 trên tử thay vào mẫu là mẫu sẽ bị triệt tiêu luôn. Đấy. Như vậy tôi suy ra âm 1 phần 4 thay vào đây, m nhân âm 1 phần 4 trừ đi 1 bằng 0. Như vậy ta được trừ m trên 4 bằng 1. Và như vậy m sẽ bằng âm 4 các bạn nhé. À đâu? Ừ, M bằng âm 4 Ok Như vậy M bằng 0 và M bằng âm 4 Ta có hai giá trị của MC nhá Đấy chưa nhỉ C Rất nhanh thôi Đấy các bạn nhớ là có hai trường hợp Sẽ dẫn tới không có tiệm cận đứng nhá Có hai trường hợp sẽ dẫn tới không có tiệm cận đứng Trường hợp đầu tiên Đó là mẫu vô nghiệm Mẫu vô nghiệm M bằng 0 bắt mẫu vô nghiệm luôn này Vô nghiệm Trường hợp thứ hai là có nghiệm nhưng bị trùng với tử Có một nghiệm đây Có nghiệm nhưng đó là trùng với tử Lấy x bằng trừ 1 phần 4 thay vào đây có nghiệm nhưng trùng với tử. Ok. Đấy thì là không có tiền mà đứng thế thôi. Nha, 41 nào. 41 nào. Tìm tất cả các giá trị của M để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x lớn hơn không? Đúng với mọi số thực x, ok. X thuộc R là gì? Số thực x tức là R đấy. Rồi bài này làm như nào? đúng với mọi cô lập mờ đúng không mấy bài 41 đây là biện luận bất phương trình biện luận bất phương trình thì đầu tiên là cứ cô lập mờ đã cô lập mờ cho tôi nhá bước thứ nhất là tiến hành cô lập mờ nào bây giờ cô lập mờ nhân tung ra nhá bất phương trình tương đương nào nhân tung ra 50 câu gơ cố lên các em cũng nhiều khi thầy cũng nghĩ là không đủ sức chữa đâu nhưng mà thực chữa đến đâu đến đâu thì chữa nhá đến đâu, đâu thì chữa nha 9 mũ x nhân tung ra này 2 m nhân 3 mũ x trừ đi 2 nhân 3 mũ x trừ 3 trừ đi 2 m lớn hơn 0 ở đâu có m thì chuyển sang một bên đâu có m thì chuyển sang một bên này 9 mũ x trừ đi 2 nhân 3 mũ x trừ 3 ở đây có m thì chuyển sang 2 m nhân 3 mũ x cộng với 2 m mục tiêu là cô lập mà cô lập thì rút m ra thôi như vậy thì được 9 mũ x trừ đi 2 x 3 mũ x trừ 3 lớn hơn kéo m ra ngoài bên trong còn 2 x 3 mũ x cộng 2 và bây giờ muốn cô lập thì em chia xuống bạn chia xuống là được bài này chia được bởi vì biểu thức này luôn dương hàm mũ luôn dương rồi hàm mũ luôn dương cho nên em chia thoải mái như vậy em được là 9 mũ x trừ đi 2 x 3 mũ x trừ 3 đem chia cho 2 x 3 mũ x cộng 2 lớn hơn m Đó. như vậy bước đầu tiên đó là các em cô lập m bước đầu tiên cô lập m thế sau đó thì cái từ khóa lúc này là nghiệm đúng với mọi x thì để nghiệm đúng với mọi x thì bước 2 các em kết luận là gì để đúng với mọi x thuộc r bất phương trình đúng với mọi x thuộc r thì m nếu nhỏ hơn ý các bạn nhớ này m đang theo chiều là chiều nhỏ hơn thì nếu nhỏ hơn thì phải nhỏ hơn gì các bạn thầy hỏi các bạn nếu muốn đúng với mọi x thì nhỏ hơn phải nhỏ hơn gì nhỏ hơn phải nhỏ hơn min đúng không min của cái fx là cái này này fx là cái này này âm vô cùng đến dương vô cùng được chưa min nhỏ min thế vấn đề min là bao nhiêu thì bây giờ chúng ta vẽ bảng biến thiên ra coi bây giờ chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên của fx nhá vẽ bảng biến thiên của cái fx là cái này này đấy để xem min nó bằng bao nhiêu x fx r gì r là âm vô cùng đến dương vô cùng nhá và vẽ bảng ra dùng table vẽ cho nó nhanh cho chạy được trừ 10 đến 10 cũng được nhá tạp 9 mũ x các bạn có thể vẽ bằng cách khảo sát cũng có thể vẽ bằng tabelle cái đấy là tùy các bạn sở thích mỗi người ok cho chạy từ trừ 10 đến 10 đi nhỉ bắt đầu bằng trừ 10 kết thúc là 10 nhá bắt đầu bằng trừ 10 kết thúc là 10 vậy step sẽ là 20 19 số cuối trừ đi số đầu chia 19 đấy Và bây giờ ta xem nào ừ. <laughs> uhm. Trừ 1,499 Cái này là trừ 3 phần 2 rồi Cái này trừ 3 phần 2 rồi Và nó cứ tăng lên Nó cứ tăng lên Nó cứ vút lên Nó cứ tăng dần Tăng dần Tăng dần Nó tăng lên tận ti tỷ Lên hàng tỷ luôn Như vậy tăng lên 1 tỷ Dương vô cùng Đó Thì đây chính là cái bảng biến thiên của FX nhá Đây là bảng biến thiên của FX bây giờ vương hằng ơi facebook nó không cho không không cho áp vào đấy nữa em lên youtube thầy nguyễn quốc trí em lấy file cho thầy nhá thế bây giờ ta thấy này m nhỏ hơn min nào m nhỏ hơn min của fx như vậy thì kết luận m sẽ nhỏ hơn cái gì thì một số bạn ấy các bạn thấy rằng là với một số bạn ấy các bạn thấy rằng là à là 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 là, là gì cái âm 3 phần hai này này nó thấp nhất và nghĩ nó là min Đấy, nó là min Cho nên các bạn thay min vào đây là âm 3 phần 2 Và bạn sẽ có m nhỏ hơn âm 3 phần 2 Thế Và các bạn sẽ chọn đáp án D là m nhỏ hơn 5 phần 2 Thì cái này trông thì rất là hợp lý Tức là bạn thấy là âm 3 phần 2 bé nhất bạn thay vào đây Trông thì rất là hợp lý Nhưng thực ra lại 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 là không hợp lý Thì cái điều này thầy đã từng nói với các bạn khoảng 450.000 tỷ lần rồi Đúng không? Âm 3 phần 2 ấy, đúng là số thấp nhất trong bài này Đúng là số thấp nhất trong bài này Nhưng mà không phải là min Nó không phải là min của hàm số này Âm 3 phần 2 không phải là min của fx đâu Nên đừng có mà thay min của fx bằng âm 3 phần 2 vào đây Nhá, không phải đâu Vì sao? Vì ứng với x bằng âm 3 phần 2 là x bằng âm vô cùng là không xác định Không xác định tức là âm 3 phần 2 này là số ảo nhá Cái này rất ảo ma này X lúc này là x ảo ma thì y tương ứng cũng là ảo ma thì cái trừ 3 phần 2 này không phải là min Cho nên nếu mình thay min bằng trừ 3 phần 2 là mình sai Thực ra thì min của nó ở đâu thầy cũng không biết Nhưng có lẽ min của nó là cái số A này này Đúng không? Nó là cái số A màu đỏ này nhá Đấy, min của nó là cái số A màu đỏ này Chứ không phải là cái này đâu Vì cái số này là số ảo Được chưa? Thế thì nếu để cho dễ hình dung ấy Thì bạn hình dung là m sẽ nhỏ hơn cái số A này nhá Đấy, m nhỏ hơn min là m nhỏ hơn số A nào đó Đấy, thì nếu mà m nhỏ hơn số a thì m sẽ tính từ âm 3 phần 2 này nhỏ hơn là tính từ đây trở xuống này tính từ âm 3 phần 2 trở xuống thì sẽ là nhỏ hơn số a đó tức là m lấy được cả âm 3 phần 2 trở xuống luôn tức là tóm lại là m đúng là phải nhỏ hơn hoặc bằng âm 3 phần 2 mới đúng đấy vì min của fx là số a này cơ thì min nhỏ hơn a thì bắt đầu từ đây trở xuống như vậy đáp án là nhỏ bằng âm 3 phần 2 như vậy đáp án đúng là b nhá rồi khi nào nó có dấu bằng, khi nào không có dấu bằng á à? Khi nó có dấu bằng thì nó phải có dấu bằng, còn khi nó không có dấu bằng thì không được có dấu bằng. Nhớ như vậy. Đó. Thế còn chính xác thì khi nào có dấu bằng ấy? Khi mà khi nào không có dấu bằng ấy. Khi không có dấu bằng là khi thằng này đúng là giá trị lớn nhất này, nếu thằng này đúng là giá trị lớn nhất thì cứ thế mà thay thôi. Nhưng thằng này có phải là giá trị lớn nhất đâu, thằng này có phải là giá trị nhỏ nhất đâu. Nó là cái số gì ấy, nó là số ảo ma ấy. Khi nào nó là cái số ảo ma thì các bạn lấy thêm dấu bằng vào thầy nhé. Thầy giải thích cho em sao không giải theo của delta. á ờ, phương trình bậc 2 đâu mà giải delta hỏi chấm hỏi chấm. Delta dành cho bậc 2 mà. Delta là dành cho bậc 2 mà em. Đây bất phương trình bậc 2 đâu. Bậc 2 đâu, bậc 2 đâu, bậc 2 đâu. Các bạn Đức Duy này các bạn buồn cười nhỉ. Đây là bất phương trình mũ lại lại theo delta là thế nào? Hỏi chấm hỏi chấm. Delta là của bất phương trình bậc 2 cơ mà Hỏi chấm hỏi chấm Đây là bất phương trình mũ mà Làm gì có bậc 2 nào ở đây Ơ ờ, buồn cười thật đấy Delta là dành cho bất phương trình đa thức bậc 2 mà Đây có phải là bậc 2 đâu Rồi 42 Tương tự như 41 đúng không EC 41 EC 41 là câu 42 Đấy thì ôn lại chắc nha Vì phần này thi khá nhiều Ừ 3 phần 2 các bạn thể hiểu là cái lý đấy các bạn nhưng mà nó chả liên quan gì bài toán này cả Wow thầy định để kiểu tóc mới các bạn ờ uh, thầy để nó rũ xuống này các bạn thấy hợp lý không à. nhưng mà phải phải dài hơn cơ dài hơn xong rồi uh, tóc nó chạm vào đây ừ các bạn thầy định để xong rồi tóc nó rủ xuống nó chạm vào đây đấy xong rồi ra đường ấy vuốt lên Úi đấy một đống gầu rụng xuống <laughs> 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 nào bất phương trình fx nhỏ hơn tìm m để bất phương trình đúng với mọi x từ trừ ba đến một đấy cô này rất quen đúng không bước một cô lập m giống hệt này bước một cô lập m cô lập bài này cô lập m thì dễ đúng không m sẽ lớn hơn fx trừ đi e mũ x rồi thì lớn hơn là phải lớn hơn mắc nhá lớn hơn thì như vậy là để đúng với mọi cái từ với mọi rất quan trọng này để bất phương trình đúng với mọi đúng với mọi x thuộc khoảng từ trừ ba đến một thì lớn hơn là phải lớn hơn mắc các bạn ạ ừ, lớn hơn là phải lớn mắc mắc của cái gx này này của cái biểu thức này thì gọi là gx nhá trên khoảng từ trừ ba đến một đó và quan trọng bây giờ ấy thì mình sẽ xem là mắc nó bằng bao nhiêu Ừ. Vẽ bảng biến thiên của GX đi Vẽ bảng biến thiên của cái GX này để xem mắc của nó bằng bao nhiêu GX chính là cái biểu thức với trái này này Là FX trừ đi E mũ X Trên khoảng từ trừ 3 đến 1 nhá Thì bây giờ để vẽ được bảng biến thiên ấy Để vẽ được bảng biến thiên thì ta tính Y phẩy và giải Y phẩy bằng 0 Tính Y phẩy tính g phải Fx phải là Fx trừ đi e mũ x e mũ x đạo hàm là e mũ x nhá tính đạo hàm này rồi tiếp theo giải đạo hàm bằng không giải đạo hàm bằng không nhưng đạo hàm nó không bằng không cho mình đâu bài đạo hàm không bằng không vì sao vì này với x chạy từ trừ ba đến một với x chạy từ trừ ba đến một thì Fx thì Fx nó lại chạy từ đây nó lại chạy ở đây khi chạy từ trừ 3 đến 1 thì f ở đây f ở đây tức là f'x thấp hơn 0 nhá, Thấp hơn 0 Tức là lúc này này Cái f'x này là thấp hơn 0 Đấy Đấy f đây Thấp hơn số 0 E mũ x thì luôn dương E mũ x thì luôn dương Thế thì bây giờ các bạn thấy số âm mà trừ đi số dương Này thằng này là âm này Trừ đi một số dương này Âm mà trừ đi dương thì càng phải âm Đấy Như vậy thì suy ra là g càng phải âm với mọi x thuộc khoảng từ trừ 3 đến 1 đó thằng này âm trừ đi một thằng dương âm trừ dương là phải âm được chưa thế thì vẽ bảng biến thiên thôi x f x g x và g x x chạy từ trừ 3 đến 1 này g x luôn âm này như vậy mũi tên đi xuống này Đấy, mũi tên đi xuống mình đang cần tìm là cái tìm cái thằng mắc này cái thằng cao nhất này như vậy mình nghi ngờ mình nghi ngờ là cái cái cao nhất là cái này như vậy nó là g tại âm ba đấy điểm cao nhất là g tại âm ba hết rồi được chưa và bây giờ quay quay trở lại kết luận thôi quay trở lại kết luận thì ta thấy là hiện tại ta thấy m lớn hơn mắc như vậy m sẽ lớn hơn nhưng tất nhiên giống như bài trước nếu các bạn nghĩ rằng là mắc đó là g tại âm ba ấy thì cũng không đúng đây là số cao nhất thật đây là vị trí cao nhất thật nhưng không phải là mắc vì sao bởi vì ngoặc tròn này không lấy âm 3, không lấy 1, ngoặc tròn mà, ngoặc tròn. x không lấy âm 3, không lấy 1, cho nên gx không chấp nhận g tại âm 3 nhá, không chấp nhận vì vì x có lấy âm 3 đâu. Thế cho nên là các em thấy rằng là đây không phải là giá trị lớn nhất đâu nhá, nó không xứng đáng là giá trị lớn nhất bởi vì người ta không lấy được chỗ này. Thế tóm lại là giá trị lớn nhất có thể là số b nào đó. Đây, có thể là số b nào đó, thầy cũng không biết đâu, không biết là số gì đâu, số b nào đó, giả sử thế. Đấy thì uh, giả sử đi cho dễ hiểu thôi. Thực ra cái số b này cũng nó cũng ở đâu ấy, nó cũng là mơ hồ lắm, nó cũng mơ hồ lắm. Nhưng thầy giả sử nó là cái số b nào đó. thì nếu lớn lớn hơn mắc ấy thì phải lớn hơn số b đấy, nhá lớn hơn số b đấy. Nhưng nếu lớn hơn số b đấy, lớn hơn số b thì tức là nó sẽ tính từ đây trở đi này, nó tính từ g tại âm ba trở đi. Từ g tại âm ba trở lên thì sẽ là lớn hơn số b đó. Từ g tại âm ba trở lên, đấy, thì chính xác là như này. Như vậy kết quả vẫn có số bằng. Rồi và g tại âm 3 thì bạn thay x bằng âm 3 vào đây, x bằng âm 3 vào đây. x bằng âm 3 vào đây nó là đáp án C các bạn ạ. Ừ. 42 đáp án là C nhá. Với x bằng âm 3 các bạn thay vào đây, f tại âm 3 này. e mũ âm 3, e mũ âm 3 là cái này này. Đáp án C. Đấy. Thì cái dạng bài này rất là hay thi các bạn, cho nên là thầy cứ phải giảng đi giảng lại nhiều lần sợ các bạn sai nhé Nhá. Nha. Một số bạn học chưa chắc kiến thức đấy, có một số bạn chưa chắc kiến thức, bạn vẫn còn không biết là lúc nào lớn hơn min, lúc nào lớn hơn max nữa lớn lớn hơn mà lớn hơn mắc khi mà đúng với mọi còn lớn hơn min khi mà có nghiệm cái từ khóa là từ có nghiệm thì lớn hơn min còn từ khóa là từ với mọi thì lớn hơn mắc đến thời điểm này mà vẫn còn chưa phân biệt được tai hại thiện tai thiện tai rồi hai câu 41 và 42 rất là giống nhau nhá tiếp tục câu 43 nào rất là giống nhau Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4 pi Và thiết diện qua trục là một hình vuông Tính thể tích khối trụ Rẻ ợt ờ, Người ta cho thiết diện qua trục là hình vuông để làm gì? Các bạn ơi, họ cho thiết diện qua trục là hình vuông làm rẻ Thầy Nhật cưới rồi, bao giờ thầy cưới á? Thầy thì chắc còn lâu các bạn Thầy 60 tuổi thì mới cưới cơ các bạn ơi Đi xem bói người ta bảo là Mình càng lấy muộn thì càng tốt Đấy thầy mới hỏi thầy bói là ớt thế lấy muộn là bao là bao lâu thầy mới bảo là trên năm chín tuổi nhá cứ từ lớn hơn năm chín tuổi lấy thoải mái đấy thế mình bảo ok ok thầy ừ. rồi <laughs> thiết diện qua trục là hình vuông ok tức là cái abcd này là hình vuông này Thế thì để cái ABC là hình vuông ấy thì các bạn nhớ là nếu cái OC này là bán kính là R nhá Nếu cái OC này bán kính là R này Đấy thì cạnh CD sẽ là Nếu OC là R này Thì cạnh CD sẽ là 2R Và vì thiết diện hình là hình vuông Do ABCD là hình vuông này ABCD là hình vuông Cho nên nếu CD là 2R thì AD cũng là 2R Suy ra AD cũng bằng 2R Vì thiết diện là hình vuông mà Vậy chiều cao cũng là 2R Thiết diện chính là tứ giác hình vuông ABCD đấy Là thiết diện đấy Ok Như vậy chiều cao cũng là 2R luôn hết rồi thế bây giờ người ta cho diện tích xung quanh này diện tích xung quanh bằng 4pi thì các em nhớ diện tích xung quanh là gì diện tích xung quanh bằng 2 prh diện tích xung quanh 2 prh bằng 4pi 2 prh bằng 4pi mà các bạn nhớ là h ấy, này h chính là cái ad này đây ad chính là cái h như vậy h cũng là hai lần r Đúng không? bạn thay h là hai r AD là H mà, ADR, thì bằng 4P này, rút gọn đi, P với P là đứt này, 2 x 2 là 4, 44 là hết này, đấy, thì như vậy là các bạn có R bình bằng 1 các bạn ạ, 2 x 2 là 4 nhé, 44 là hết này, R bình bằng 1, như vậy R bằng 1, ok Như vậy là các em ra bán kính bằng 1 các bạn ạ, bán kính bằng 1, và như vậy chiều cao sẽ bằng 2, vậy bán kính bằng 1 thì chiều cao bằng 2, chốt Vậy một là một khối trụ có bán kính bằng 1 và chiều cao gấp đôi là bằng 2, như vậy thể tích khối trụ. 1 phần à đâu thể tích khối trụ không có 1/3, PR bình nhân H thôi, PR bình nhân H và bằng pi nhân 1 bình nhân 2 và bằng 2 2 pi. là án D. Một số bạn đến câu 43 lười thích nhỉ? Sao các bạn lười thế nhỉ? Còn những ai đang xem các bạn một là thả tim hay là comment thầy cái số 43 cái nào. Sao các bạn lười vậy? Bạn nào vẫn đang coi đến câu 43 giống bạn Minh Quang ở đây nào. Các bạn comment thẻ số 43 để thấy biết nào. Sao các bạn chả có phát biểu xây dựng bài thì nhờ, buồn thật đấy. Thế thì làm sao mà có người yêu được? Học còn không học, nhát như cái thế mà đòi có người yêu đây này. Phải mặc cái áo này vào, nói nhiều lên thì mới có người yêu đi chứ các bạn. thấy nhìn nhá. Ok đấy, thấy chưa? Một đống người sắp có người yêu đây này, ok nhá. Chả mấy mà yêu hết cả làng giống thầy. Đấy hồi bằng tuổi game ấy Hồi bằng tuổi các bạn là thầy đã ôm cả làng rồi đấy các bạn Chứ uhm. các bạn vẫn còn Đến phát biểu bài mà còn không dám phát biểu Thì còn làm sao mà có thể phát biểu trước quan viên hay họ được các bạn bây giờ mình phải tập phát biểu bài đi sau đây mình đứng trước quan viên hai họ kính thưa gì nhỉ hội đồng thẩm định của họ nội và họ ngoại à kính thưa hội đồng thẩm định hai bên hôm nay uh, cháu uh, gì <laughs> có một vài lời mà muốn phát biểu ừ. hôm nay ngày đẹp tháng tốt cháu uh, đến đây để xin uh, cưới uh, con trai các bác Đấy, thầy đang nói hộ mấy bạn nữ ấy. Xin cưới con trai các bác. Chúng cháu đã làm quen nhau được 2 tuần rồi và cảm thấy tâm đầu ý hợp à, đi đến quyết định là hôn nhân. Kính mong à, quan viên hai họ gật đầu đồng ý để cho chúng cháu được chung bâm chung giường. Chuẩn chưa? À, phải thế các bạn. Hình nón được gọi là nội tiếp một mặt cầu. Rồi. Hình nón được gọi là nội tiếp mặt cầu. Nếu đỉnh của hình nón thôi thì thầy vẽ luôn cho các bạn một cái hình nón nội tiếp hình cầu nhá. Nó vẽ luôn cho các bạn một cái hình nón nội tiếp hình cầu này. Không cần phải đọc định nghĩa đấy nhá, không phải đọc định nghĩa đâu. Nhìn thầy vẽ luôn, đấy, nhìn thầy vẽ luôn. Đấy. Ôi xấu đấy nhỉ. ơi à, hơi xấu nhá, thôi không sao. Người đẹp là được đúng không? Ông trời đâu cho ta tất cả. Đấy. đã đẹp cái này thì phải xấu cái kia thôi. Vẽ xấu cũng không có vấn đề gì. Đây, đỉnh S gì. Ok. Câu này khoai gì? Câu này easy gì mà? Ok nhá, SAB. Rồi, có chiều cao là SO nhá. Đấy, hình nón nội tiết hình cầu là như này, này, các bạn này. Ừ thì lấy vợ lấy chồng phải trung mâm trong giường chứ các bạn. Ờ, nếu mặt cầu của bán kính là R Nếu bán kính của mặt cầu là R to R to nhé, Thì thể tích khối nón này lớn nhất Thì chiều cao khối nó là bao nhiêu Đấy. Thể tích khối nón lớn nhất Thì chiều cao khối nón là bao nhiêu Được chưa Đấy. Hình vẽ là như vậy Thế các bạn có biết kinh nghiệm làm những bài này không Các bạn có biết kinh nghiệm làm những bài này không Các bạn phải nhớ này khi mà người ta tính theo R ấy Khi mà người ta tính theo R ấy Thì mình phải sao? Mình phải cho R bằng mấy các bạn? Kinh nghiệm là cho R bằng mấy? Khi người ta tính cái này theo R Tính cái kia theo R ấy Thì kinh nghiệm Đó là các em cho R bằng bằng một nha Tức là lúc này mình biết Mặt cầu có bán kính bằng một các bạn nha Mặt cầu có bán kính bằng một Được chưa? Đấy, mặt cầu có bán kính bằng 1 thì sau đó thì chúng ta sẽ bỏ được cái này đi bỏ được cái này đi bỏ được cái này đi bỏ được cái này đấy tóm lại bài toán là như này, này cho bán kính mặt cầu bằng một cho bán kính mặt cầu nhưng bán kính bán mặt cầu là cái gì quên rồi bán kính mặt cầu bây giờ muốn có bán kính mặt cầu là phải có tâm mặt cầu đó các bạn ạ phải có tâm mặt cầu đã đấy thì tâm mặt cầu ở đây này đấy. thầy gọi tâm mặt cầu là y nhá tâm mặt cầu là y như vậy bán kính mặt cầu chính là ib các bạn ạ bán kính mặt cầu chính là ib là ib là is đấy cho bán kính mặt cầu. Bán kính là đoạn thẳng gì? Đoạn thẳng nối từ tâm ra điểm mà. không? Wow. Bán kính mặt cầu, đoạn thẳng nối từ tâm ra điểm. Đó là IS, đó là IB. Như vậy R chính là IS, là IB. Và là bằng 1 các bạn nhá Đấy. Vậy bài toán cho IS bằng 1, cho IB bằng 1. nhá. Rồi câu hỏi là tìm H để thể tích khối nón là lớn nhất. Tìm H hát là chiều cao đấy. Chiều cao tức là SO đấy. Tìm h tức là SO để để cái gì? Để thể tích khối trụ là lớn nhất. Thể tích trụ à thể tích nón là lớn nhất. Được chưa nhỉ? Thể tích nó là lớn nhất. Như vậy đây là bài toán min max của khối tròn xoay, đúng không? Đây là bài toán min max của khối tròn xoay. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ để tìm được uh, uh mắc của khối tròn xoay ấy, để tìm được min max của khối tròn xoay thì các em sẽ gọi ẩn cho thầy. Các bạn sẽ gọi một cái ẩn cho thầy nhá. Kinh nghiệm là gì? Gọi ẩn. Cần tìm gì thì ta gọi ẩn đó. Ok chưa nhỉ? Cần tìm gì ta gọi ẩn đó. Ok. Thế bây giờ thì uh, người ta bảo tìm H cho gì Ok, tức là ta biết SO NO bằng H thế gì Chơi luôn. Như vậy đầu tiên này, người ta gọi SO NO bằng H. Ok chưa? thế thì khi đó với so bằng h thì ta làm như sau quan trọng nhất là thể tích này quan trọng nhất là ta phải mò ra thể tích mà muốn có thể tích ấy, thì bạn phải quy được bán kính cũng theo h chiều cao là h rồi thì bán kính cũng phải theo h nhá thì cả chiều cao lẫn bán kính cũng phải theo h thì mới tính được min mắc các bạn ạ nè bây giờ với so bằng h này thầy sẽ cố gắng quy cái bán kính là cái ob này theo h này thầy sẽ cố gắng quy nốt cái ob theo h như sau với -NO bằng H thì như vậy OI sẽ bằng gì? Suy ra OI sẽ bằng H 1. Có đúng không nhỉ? Đây, VS bằng 1 mà, IS bằng 1, NO bằng H, như vậy OI sẽ là H trừ DS tức là H 1. Như vậy cái thằng này là H 1. Thế với việc OI bằng H 1 thầy Pythagore trong tam giác IOB thầy sẽ tìm được cái OB là cái bán kính này theo H này. Trong tam giác vuông IOB áp dụng định lý Pythagore ta có OB sẽ bằng căn của IB bình trừ đi IO bình. IB bình trừ đi IO bình. Rồi và sẽ bằng căn của IB bình là 1 này, trừ đi IO bình là H trừ 1 tất cả bình. Đó. Và đây, đây, đây chính là bán kính đấy nhá. Mà OB chính là bán kính các bạn ạ, OB chính là bán kính như vậy, bán kính hình nón ấy, chính là bán kính hình nón này. Vậy bán kính hình nón sẽ bằng căn của nào thầy giúp họ cái này đi trừ h bình phương cộng 2h 1 trừ 1 là hết các bạn nhé 1 ở đây trừ 1 là hết xong như vậy bán kính cũng theo h rồi các bạn ạ à. bán kính cũng theo h mất rồi trời ơi vậy là chiều cao theo h bán kính cũng theo h thì thể tích sẽ theo h vậy chốt lại thể tích khối nón sẽ bằng 1 phần 3 pi r bình nhân h và bằng 1 phần 3 pi R bình các bạn ơi, R là căn này R là căn thì R bình là mất căn Trừ H bình cộng 2H Nhân H Đó Và rút gọn ra bằng 1 phần 3 Pi nhân, nhân vào, nhân H vào Trừ H mũ 3 cộng 2H bình phương Ok Đây chính là biểu thức tính thể tích Theo ẩn H Mà thầy đã cố gắng gọi chiều cao theo H Và thầy đã cố gắng biến bán kính cũng theo H rồi Nhờ Pita score Đúng không? Và bây giờ muốn tìm min max thì thầy tính y phẩy và giải y phẩy bằng 0 nữa là sao? Y phẩy y phẩy bằng 0 nữa là sao? Bây giờ thầy sẽ tìm min max bằng cách rất dễ sao? Tính y phẩy 1 phần 3 nhân pi nhân thằng 2' phải ra trừ 3h bình phương cộng 4h trừ 3h bình phương cộng 4h giải y phẩy bằng 0 y phẩy bằng 0 tức là trừ 3h bình cộng 4h bằng 0 trừ 3h bình cộng 4h bằng 0 Vậy ta bấm máy tính trừ 3 4 0 như vậy bạn được H bằng 4 phần 3 và H bằng 0. Nhưng H bằng 0 đương nhiên là bé nhất rồi. H bằng 0 là không tồn tại là bé nhất rồi. Nha. Ừ. Và như vậy H bằng 4 phần 3 mới đúng. Đáp án đúng là A nhé. 44A mới đúng chứ các bạn. Đấy. H bằng 4 phần 3. Thế đó. H bằng 0 sẽ là nhỏ nhất. 0 tức là không tồn tại cái chiều cao luôn. Còn lớn nhất sẽ là 4 phần 3 đấy. Thì bài toán này là bài toán rất là tiêu biểu của một cái bài toán liên quan đến min max của khối tròn xoay. Min max khối tròn xoay thì các bạn cứ nhớ rằng là gọi một cái là x đúng không gọi một cái là x tính các cái còn lại theo x Đấy ra tính các còn lại theo x ok rồi nhanh nốt câu dễ cuối cùng này 45 là câu cuối cùng dễ này câu này lâu lắm không học rồi cho nên là mình ôn lại một tí cho đỡ quên các bạn nhé đỡ quên tại vì câu này lâu lắm không học rồi mấy câu cực trị ảm hợp này hàm cho hàm số y bằng fx có f như trên hỏi gửi là gì à, uh, file thì các bạn cứ chủ động lên YouTube của thầy giúp thầy nhé. Bởi vì là cái chỗ này ấy, nó bị kiểu dài Facebook nó không cho app file, ấy. Facebook buồn cười á. Dài <laughs> Facebook nó không cho app file, ấy. cho nên là các bạn sẽ một là các bạn đợi thầy app file sau, hai là các bạn uh, lên kênh YouTube của thầy thì sẽ chủ động hơn các bạn, lên kênh YouTube thì sẽ có file nhanh hơn. OK chứ nhỉ nào 45D kết thúc nhóm câu dễ đi Mình chỉ có 5 câu cuối là phải nghĩ thôi Chứ còn mấy câu này thì không phải nghĩ Người ta hỏi số điểm cực trị Ok muốn hỏi số điểm cực trị cái gì Tính y phẩy giải y phẩy bằng 0 không thầy à, Tính g phẩy và giải g phẩy bằng 0 Rất đơn giản tính g phẩy F u đạo hàm là gì nhỉ F u đạo hàm là gì là u phẩy nhân f phẩy u U phẩy U phẩy là bao nhiêu 2x 3 u phẩy nhân f phẩy u rồi, U phẩy trên F phẩy U nhá. Giải F giải G phẩy bằng 0, giải G phẩy bằng 0. Thì từng cái một bằng 0 này, 2x 3 bằng 0. Và F phẩy của x bình phương trừ 3x cộng 1 bằng 0. Ở đây ta có 2x 3 bằng 0, x bằng 3 phần 2. Còn F phẩy bằng 0 khi nào thì học chán chê rồi. F phẩy bằng 0 khi U bằng âm 1, U bằng 1, đúng không? F phẩy bằng 0 đây này. U bằng âm 1, U bằng 1. U bằng âm 1, U bằng 1 Hết Vậy ta giải ra X bình trừ 3X cộng 2 bằng 0 Vậy có X bằng 1, X bằng 2 Chỗ này X bình trừ 3X bằng 0 Như vậy X bằng 3 và X bằng 0 Hết Và như vậy là các em có tổng cộng là 5 nghiệm 5 nghiệm và người ta hỏi số điểm của chị Dương Dương điểm ở đây là x Điểm Dương thì các bạn thấy là có mấy điểm dương 4 Đây là 1 Đây là 2 3 4 Còn x bằng 0 là không không phải số dương nhá 0 không, không phải là số dương Đấy. Như vậy là, là 4 4 nha A Đấy chưa Rất đơn giản Lâu lắm không làm rồi Giải trí một tí Câu này là giải trí sau một số giờ học Giờ vui chơi căng thẳng đấy các bạn Làm câu này đúng mang tính giải trí ấy. Giải trí sau một số giờ vui, vui chơi căng thẳng Các bạn đi chơi Noel Mà nếu mà các bạn cảm thấy căng thẳng quá Thì các bạn thể xem live stream của thầy nhá nhá Thế bảo này. Nếu mà các bạn uh, đi uh, chơi Noel mà các bạn đi chơi các bạn thấy căng thẳng quá thì các bạn xem livestream của thầy xem livestream dạy học của thầy cho thư giãn. Chứ thầy sợ các bạn chơi Noel nhiều các bạn căng thẳng đầu óc quá này sinh ra mấy cái hư hỏng, chết. Nào 46. tìm min max của một hàm có 4 ẩn. Hàm này có 4 ẩn đấy nhá. ABXY Y là 4 ẩn đấy các bạn. Tìm P, tìm giá trị nhỏ nhất của P bốn ẩn bốn ẩn thì có gì đâu đúng không đưa về một ẩn thôi bốn ẩn nào bốn mươi sáu đây Mục tiêu của ta bây giờ ấy là đưa nó về một ẩn các bạn ạ mục tiêu của ta nó là đưa về một ẩn bài này đang có bốn ẩn a b x y thì cái biểu thức p cần tìm x cộng 2 y đang có hai ẩn nhưng mà thầy biết là tổng có bốn ẩn nhưng mà ta vẫn phải đưa về một ẩn muốn tìm min max các bạn nên đưa về một ẩn để các bạn chạy thầy bồ hoặc là các bạn tính y phẩy các bạn nhé vậy tư duy là đưa về một ẩn nhưng làm sao để đưa về một ẩn thì không phải là đơn giản thì bài này làm như sau <laughs> dựa vào cái phương trình này ta đưa hết về một ẩn này thứ nhất thầy xét a mũ x bằng b mũ y bằng căn ab thì thầy xét phương trình a mũ x bằng căn a b thôi. Ta xét cái phương trình này. Mình có phương trình là a mũ x bằng căn của AB Thì các bạn ơi, đây là một cái bất, à, một cái phương trình mũ cơ bản. Đây là một phương trình mũ cơ bản. Thì cái x này sẽ bằng gì nhỉ? Nào muốn tìm mũ ta dùng gì? Dùng log. X bằng log a của căn a b. ta đổi x về log về về a về b. X bằng như thế. Tiếp. Thầy lại xét phương trình thứ hai B mũ Y bằng căn AB Như vậy thì Y sẽ bằng loga cơ số B của căn AB Được chưa ạ? Loga cơ số B của căn AB Như vậy là thầy đổi X về log Đầy đổi Y về log X về log, Y về log Và bây giờ thầy sẽ thay vào biểu thức P này Khi đó biểu thức P của thầy là x cộng 2y và thầy xin phép là đổi x với log và y với log Như vậy P sẽ bằng x là log A của căn AB Cộng 2y là 2 lần log B của căn AB Đó Và thầy bắt đầu đi biến đổi cái thằng này Để cố gắng đưa nó về một ẩn Bài biến đổi rất là dễ thôi Các bạn nhớ thầy là căn của AB nó là AB mũ 1 phần 2 nhé Căn của AB là AB mũ 1 phần 2 đó, 1 phần 2 kéo xuống 1 phần 2 Nhân với log A của AB Cộng với cả chỗ này là 1 phần 2 này 1 phần 2 kéo xuống 2 nhân 1 phần 2 là, là 1 Log B của AB Đó Và bây giờ các bạn tách này Các bạn tách này P sẽ bằng 1 phần 2 này Hãy nhớ là bên trong này là một tích Tích thì em tách thành tổng nhá Log A của A cộng log A của B Log A của A là 1 log A của A là 1 Cộng với log A của B Cộng log B của AB lại tách này Log B của A cộng log B của B Log B của A cộng log B của B là cộng 1 Đó <laughs> Như vậy thì sao? Như vậy thì biểu thức P lúc này hoàn toàn có thể đưa được về một ẩn Nếu bây giờ thầy quyết định đặt ẩn phụ bởi vì thầy thấy đây là log B, log A của B còn đây là log B của A hoàn toàn có mối liên quan đến nhau. Và chỉ cần thầy đặt ẩn phụ như sau. Đó là đặt loga cơ số A của B bằng T là sẽ có ẩn phụ. Lúc đấy thì biểu thức P của thầy sẽ bằng 1 phần 2 nhân 1 cộng T. Mình đặt cái là T mà. Cộng. Log B của A sẽ là 1 trên T. 1 trên T cộng 1. Đó. Sao? Thế chưa? Nhưng quan trọng điều kiện nhá Rất quan trọng điều kiện của T này. Bình thường ấy Bình thường đặt lock thì T thuộc R nhá. Bình thường lock thuộc R, đặt lock bằng T T thuộc R nhưng ở bài này các bạn phải chú ý điều kiện người ta cho rất là khét. Đấy là với A lớn hơn 1 và B cũng lớn hơn 1 thì nếu mà cả hai cái vị trí này cùng lớn hơn 1 thì cái lock này chắc chắn lớn hơn không các bạn ạ. Nhá. Cái lock này chắc chắn dương. Cái này là rất là rất là quen thuộc rồi, cái lock này chắc chắn dương. Ừ. Rồi, như vậy là các em có T lớn hơn không? Vậy biểu thức P này với T lớn hơn không? Và bây giờ để tìm ra cái giá trị min Để tìm giá trị min thì các em quét table Ta quét table Từ 0 đến dương vô cùng Là các em sẽ biết min bằng bao nhiêu ngày Thầy quét từ 0 đến 10 nhé Biết thúc P này để quét table Cho nhanh đỡ phải tính y phải không Y phải làm gì Table 1 phần 2 nhân 1 cộng x Cộng 1 trên x cộng 1 Rồi cho chạy từ 0 đến 10 Step là 10 19 nhá Và tìm min cho thầy Các bạn tìm min đi Rồi càng ngày nó càng lớn rồi Thế thì min nó khoảng tầm 2, Đây nó khoảng tầm 2,92 2,92 chính là giá trị min nhất của mình Đúng không? Như vậy min sấp xỉ 2,92 Ok luôn Và đây cũng là kết quả cuối cùng của bài Và 2,92 nó thuộc cái khoảng nào 2,92 thuộc khoảng nào thì thưa Làm thuộc đáp án D 2,92 trong khoảng từ 2,5 đến 3 2,92 đáp án là D. 46, D nhá. Một câu hỏi về min max đưa về một ẩn rất là hay ho. À, không dài nhưng rất là hay. <laughs> hay ho đấy các bạn. Ok. Lớp online thì thầy thầy đã dạy, thực ra thầy không có lớp online, à thầy có lớp online nhưng mà lớp online các bạn đi học nguyên cả chương mà. Ok nhá. Rồi hình như không ai học nữa hay sao nhỉ đâu những ai tiếp tục xem câu 47 thì các bạn comment thầy số 47 cái nào những ai tiếp tục ở lại với câu 47 với thầy thì các bạn comment thầy số 47 cái những bạn nào mà các em tiếp tục ở lại câu 47 với thầy các bạn comment thầy số 47 cái nào sẽ tìm điều kiện sao AB lớn hơn 1 thì log lớn hơn không như có gì đâu mà dễ hiểu vậy mà không không hiểu được Trần Quang Dầu à? ông này tên là Dầu à? Nhưng mà thường mấy ông Dầu này thì lại lại rất là phá phách này, Trần Quang Dầu này. Mấy ông Dầu này sau này một là rất giàu, không là rất phá. Ok, rất nhiều bạn vẫn xem có 47. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thế thôi các bạn làm đi. Làm nào tìm giá trị lớn nhất của giá trị tuyệt đối log 1 phần 2 của x bình phương trừ đi log 1 phần 2 của x bình cộng m trên đoạn từ 1 phần 4 đến 2. Ok. Tìm min max hàm trị tuyệt đối thôi. Câu này thì cũng giống cả câu của chương 1 thôi. Giống y xì câu chương 1. Biến đổi một chút thôi nhá Câu này thì rất giống câu chương 1. Rất là dễ thôi. Bạn nào mà học min max trị tuyệt đối ở chương 1 thì câu này rất là dễ. Ấy, tại vì sao lại dễ? Tại vì thầy nhìn thấy một điều này. Đó là người ta chỉ hỏi mỗi mắc thôi. Nếu người ta hỏi min cơ thì thầy biết là nó sẽ, sẽ khoai nhưng mà người ta hỏi mỗi mắc thôi thì cái cái vì cái bài này người ta hỏi mỗi mắc thôi ấy. Tìm m nhá. Tìm m này để giá trị lớn nhất bằng 5 này, được chưa? Tìm m để giá trị lớn nhất bằng 5. Tìm cái giá trị của m để giá trị lớn nhất bằng 5 thì Do là thầy nhìn thấy là có mỗi một từ là giá trị lớn nhất Cho nên thầy biết là bài toán này không khó Còn nếu mà người ta bảo tìm cả min lẫn mắc ấy Thì bắt đầu mới khoai nhá. Nhưng mà tìm mỗi mắc thôi thì lại đơn giản Rồi thì thôi thầy biến đổi một chút Thầy đặt ẩn phụ để đưa về bài toán học chương 1 này ờ, Mình sẽ đưa về loga cơ số 2 thầy nhá Bạn đưa về loga cơ số 2 thầy nhá ừ. Rồi Thì nó sẽ là y bằng Loga cơ số 2 của x bình phương này một số bạn lại bảo là thầy ơi 1 phần 2 ấy Nó là hai mũ âm 1 thầy nhá Xong rồi thầy kéo âm 1 lên đây Nó phải là âm chứ Thì như vậy là vỡ mồm luôn Vì sao? Vì cái đúng là 2, 1 phần 2 là hai mũ âm 1 Và cái âm 1 kéo lên đây thật Nhưng cái âm 1 lên đây ấy Nhưng nó bị dính cái gì? Nó bị dính cái bình phương Thì cái âm 1 mà bình phương lên ấy Thì mất Mất âm Đúng không? Âm 1 bình phương là mất âm cho nên là khi mà em kéo âm 1 lên đây thì vẫn thành dương bình thường vì âm 1 bình phương lên là mất nhá, nên vẫn là log 2. Còn cái bố này kéo âm 1 lên là phải phải lên thật này, lên thật này. Âm 1 lên đây là thành cộng. Đấy, hai mũ âm 1 mà, 2 mũ âm 1 lên đây là cộng, kéo 2 xuống nhá, kéo 2 xuống là hai lần log 2 của x cộng m. Rồi, bước đầu tiên là như thế. Thế sau đó thì mình đặt ẩn phụ thôi. Bài này rất giống với ở cái bài của chương 1, đặt log 2 của x bằng t. Thì bạn chú ý giúp thầy là với x chạy từ 1 phần 4 đến 2 đi Thì t tương ứng sẽ là bao nhiêu nè X chạy từ 1 phần 4 đến 2 này T tương ứng sẽ thuộc Nào 1 phần 4 bấm vào đây Log 2 của 1 phần 4 nào Log 2 của 1 phần 4 nào Âm 2 Rồi Tiếp theo 2 thay vào đây Log 2 của 2 nào 1 Ok Như vậy x bằng 2 thay vào đây T bằng 1 nha Ok luận Như vậy t từ âm 2 đến 1 khi đó thì bài toán trở thành ngày này Tìm giá trị lớn nhất Tìm giá trị lớn nhất của Hàm số Y bằng T bình Trị tuyệt đối của T bình cộng 2T cộng M Trên khoảng từ trừ 2 đến 1 Thì bài toán này có quen không? Bài toán này quá quen Nếu mà những bạn nào học kỳ 1 Các bạn tìm min mắc của hàm trị tuyệt đối Không xin lỗi các bạn không phải tìm min Tìm mắc của cái hàm trị tuyệt đối này ấy, Các bạn đã làm phải đến 240.000, 580.000 tỷ lần rồi Đúng không? rất là nhiều lần rồi. Đấy. Thì cách làm rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ xét cái hàm số mà chưa có trị tuyệt đối nhá. Chúng ta hàm chưa trị tuyệt đối rồi ta thay vào thôi. Đúng là f(t) ấy. Thôi tóm lại là tính y' phẩy tính y' phẩy luôn bằng 0 nhá. Đấy, y phẩy bằng 0 luôn. y' phẩy bằng 0 thì các bạn được t mấy? 2t cộng 2 bằng 0, t bằng âm -1 nhá. Được chưa ạ? Dạ. Ok nhá. Âm -1 là thuộc khoảng này nhá, ok nhá. Đấy, 2t cộng 2, 2t cộng 2 bằng 0, t bằng âm -1 thay số thôi như vậy ta thay số thay số ta có 3 số phải thay âm 2 1 và âm 1 f tại âm 2 f tại 1 và f tại âm 1 chuẩn chưa ạ f tại âm 2 này thay âm 2 vào đây như vậy nó bằng giá trị tuyệt đối của 4 4 là hết trừ đối của m f tại 1 này 1 thay vào đây trị tuyệt đối của m cộng 3 f tại âm 1 này âm 1 thay vào đây trị tuyệt đối của m 1 ok Đó, như vậy là các em có ba giá trị này. Và bây giờ thì các em thấy rằng là để tìm giá trị lớn nhất thì cái này thì đã giải thích nhiều rồi. Trong ba số này số nào là số lớn nhất? Trong ba số này số nào là số lớn nhất? Thì không thể biết được, ta không thể khẳng định được số nào là số lớn nhất. Bởi vì sao? Đúng là m cộng 3 lớn nhất. M cộng 3 lớn nhất nhưng mà thêm trị tuyệt đối vào ấy thì chưa chắc đã là lớn nhất. Có đúng không? Đấy. Mà có khi cái thằng bé nhất này này, cái thằng bé nhất này mới đầu nó là bé nhất m trừ một là bé nhất mới đầu là bé nhất nhưng thêm trị đối vào nó lại thành lớn nhất đúng không ví dụ mới đầu nó là âm một tỷ là âm một tỷ ở số bé nhất nhưng thêm trị đối vào nó lại thành lớn nhất cho nên chúng ta chưa khẳng định được nhưng chúng ta khẳng định được một điều là trong ba số này thì mắc chỉ có thể là cái thằng lớn nhất hoặc có thể là thằng bé nhất đây mắc chỉ có thể rơi vào hai thằng này một là thằng này đang là lớn nhất thì nó vẫn tiếp tục là lớn nhất hai thằng này đang là bé nhất thì nó sẽ lên lớn nhất khi thêm trị đối vào chứ cái thằng lỡ nhỡ này thì không có cơ hội thằng lỡ nhỡ này không bao giờ có cơ hội để làm thằng lớn nhất cả. đấy. Thế cho nên là kinh nghiệm cuộc đời là gì? một là làm người giỏi nhất, còn không là làm người tồi nhất như thế này chẳng hạn. đấy. đã không làm được người tốt nhất thì chúng ta hãy làm người tồi nhất. và <laughs> và bây giờ ta chia trường hợp ra. trường hợp một thằng này lớn nhất nha. đấy. trường hợp đầu tiên, trường hợp số 1 đấy là nếu chị tuyệt đối của m cộng 3 là giá trị lớn nhất ạ thế khi nào nó là giá trị lớn nhất khi mà nó lớn hơn cái thằng đối thủ của nó ấy. khi mà khi mà cái trị đối m cộng 3 này lớn hơn hoặc bằng cái thằng đối thủ trực tiếp của nó là trị đối của m trừ 1. Nếu nó lớn hơn hoặc bằng đối thủ trực tiếp của nó thì nó là giá trị lớn nhất. Ok chưa nhỉ? Thế. Được chưa? Và bình phương lên giải thôi, bình phương lên thì m bình cộng 6m cộng 9 lớn hoặc bằng m bình trừ 2m cộng 1. Và triệt tiêu triệt tiêu đi. m bình m bình là hết. 8m lớn bằng âm 8. 1 trừ 9 là âm 8 mà. Như vậy m lớn bằng âm 1. Rồi, m lớn bằng âm 1. Đấy là điều kiện thôi nhá. Điều kiện để nó làm giá trị lớn nhất là m lớn bằng âm 1. Khi đó khi đó, khi đó thì sao? Người ta bảo giá trị lớn nhất bằng 5 các em ạ à. Giá trị lớn nhất bằng 5 Vậy ta cho nó bằng 5 Khi đó trị tuyệt đối của M cộng 3 là giá trị lớn nhất bằng 5 Và các em có hai trường hợp Lúc đấy thì M cộng 3 sẽ bằng 5 Hoặc M cộng 3 sẽ bằng âm 5 Vậy bạn tìm ra M sẽ bằng 2 Hoặc là M sẽ bằng âm 8 Nhưng vì điều kiện là M Điều kiện của cái tình huống này là M lớn bằng âm 1 Cho nên là M bằng âm 8 là loại Đấy, và ta lấy m bằng a2. Được M lớn bằng a1. Ok. Đây là trường hợp 1. Đấy là nếu thầy coi cái thằng này là thằng lớn nhất nhưng chưa chắc có thể thằng dưới mới là lớn nhất, trường hợp 2. Nếu cái thằng trị tuyệt đối của m 1 mới là thằng lớn nhất là giá trị lớn nhất. Khi nào? Đó là khi nó lớn hơn cái thằng đối thủ trực tiếp của nó là m trừ m cộng 3 nó lớn hơn là đối thủ trực tiếp thì tức là mình đảo chiều này thôi mình đảo chiều cái bất phương trình này thì kết quả cũng đảo chiều cho nhanh kết quả đảo chiều là m sẽ nhỏ bằng âm một nhá thế lấy kết quả này này thì đảo chiều đi là xong đó là điều kiện và khi nó là giá trị lớn nhất thì nó sẽ bằng mấy các bạn bằng 5 giá trị nhất bằng 5 mà khi đó thì chi tuyệt đối của m trừ một sẽ bằng 5 và từ đấy thì các em sẽ tìm ra được m bằng 6 và m bằng âm 4. Ok chưa ạ? Nhưng do m bé bằng 1 cho nên m bằng 6 là l ấy nặng loại. Ờ cái từ này đánh vần nhau ấy nhỉ? Loại, như vậy m bằng âm 4 hết rồi. Đấy. Vậy tóm lại m bằng 2 hoặc m bằng âm 4 nhá. M bằng 2 m bằng âm 4. Và 2 với âm 4 sẽ thuộc khoảng nào trong các đáp án sau đây? Nào, 2 với âm 4 thuộc khoảng nào trong các đáp án sau đây? M bằng 2 và m bằng âm 4 thì nó thuộc đáp án A là cái khoảng cần tìm. M bằng 2 hoặc m bằng âm 4 được chưa được. nhá rồi đây là 47 ok 48 nào biện luận bất phương trình 48 48 Tìm các giá trị Y Tìm các số nguyên dương Y Tìm các số nguyên dương Y Sao cho có 10 số nguyên Không quá không quá 10 số X Tóm lại tìm tham số nguyên dương Y này Có thể gọi là tham số đi Tìm tham số Y sao cho không có quá 10 số X Tức là nghiệm số nghiệm X không có quá 10 Đấy thì câu này thì nó là câu biện luận bất phương trình tích thôi, đúng không? Biện luận bất phương trình tích thôi thì rất là đơn giản, ta chia hai trường hợp ra là xong. Các em nhớ tích của hai cái nhỏ hơn 0 này, tích của hai số hạng nhỏ hơn 0 thì trường hợp thứ nhất số hạng đầu là lớn hơn 0, số hạng hai nhỏ hơn 0, số hạng đầu âm, số hạng hai dương được chưa? Rồi, thế sau đầu chữ câu 8 nhá. Trường hợp đầu tiên, trường hợp số 1. Do hai cái này nhân với nhau nhỏ hơn 0 nên trường hợp 1 cái đầu dương cái hai âm. Đấy, cái đầu dương cái hai âm. Cái đầu dương tức là 2 mũ x cộng 1 trừ căn 2 thì dương. Và 2 mũ x trừ y thì âm. Rồi. Hai cái nhân với nhau âm mà thì cái đầu dương cái hai âm và thầy sẽ giải từng cái một ra. Bên trên này thầy giải trước bên trên nhá. 2 mũ x cộng 1 lớn hơn căn 2. Căn 2 hai là 2 hai mũ 1/2 các bạn nhé Căn 2 hai là 2 hai mũ 1/2. Như vậy x cộng 1 lớn hơn 1/2. Và x sẽ lớn hơn trừ 1/2. Ok. Ừ. Ok chưa nhỉ? Tiếp theo, giải thằng dưới. 2 mũ x nhỏ hơn y hai mũi nhỏ hơn y như vậy x sẽ nhỏ hơn loga cơ số 2 của y. Ok. Rồi như vậy là với x như này và x như này thì ta gộp lại vậy suy ra kết luận nghiệm đó là x lớn hơn trừ 1 phần 2 và x nhỏ hơn log 2 của y. Ok. Như vậy đây là cái kết quả của cái trường hợp đầu tiên. Đấy, kết quả trường hợp đầu tiên x chạy từ một trừ 1 phần 2 đến log 2 của y. Bây giờ người ta bảo là gì? Tìm cái y này, tìm cái y này để bên trong này khoảng này là khoảng nghiệm của x nhá để khoảng nghiệm của x này nó không có quá 10 số nguyên tức là mình mình biết là cái khoảng nghiệm của x nó bắt đầu từ âm một phần hai này nó kết thúc bởi đây này bây giờ bạn tìm y sao cho không vượt quá được 10 số nguyên trong này không vượt quá được 10 số nguyên nằm trong này thế 10 số nguyên đó có thể là những số nguyên nào thì xin phép các em thầy vẽ cái trục số ra để thầy biết là 10 số nguyên đó là số nguyên nào cái khoảng này nó sẽ bắt đầu từ âm một phần hai các bạn nhá nó bắt đầu từ âm một phần hai và kết thúc bởi số nào đó, nó kết thúc bởi log2 của y này, nó kết thúc ở đây, nó, nó tính trong khoảng này. Thì bây giờ các em liệt kê các số nguyên nào, liệt kê các số nguyên nào. 0 lớn hơn 5 1/2 thì số nguyên đầu tiên là 0 này, số nguyên nick ấy, ta liệt kê số nguyên nick nha 0 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thôi hết giấy rồi. Các bạn nào nhiều giấy nhà giàu có thể liệt kê đến 1 tỷ nhé Rồi Bây giờ nhé Họ cần mình Họ cần mình làm gì Không vượt quá 10 số nguyên Không vượt quá 10 số nguyên Tức là 10 số nguyên Ở trong khoảng này Bắt đầu từ 0 này Không vượt quá nào Thì bắt đầu tính ngay 1 này 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đây Tức là cái x ấy Cái x là không được vượt quá 10 số này Thế để khi nào thì nó không vượt quá được 10 số này Thì bạn mới thấy là Bây giờ mình Cái 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 này nhá Cái lock 2 của Y này Nó là cái chặn nhá Cái lock 2 của Y là cái đuôi không Cái đuôi Thì cái đuôi này ở đâu Cái đuôi này ở đâu Thì không vượt quá 10 10 số x Thế lấy ví dụ Đuôi ở đây chẳng hạn Đuôi ở đây vẫn đúng này Ví dụ cái lock ở đây nhá Thì bạn đếm mà xem Nếu cái lock ở đây này Nếu cái lock ở đây Bạn đếm thử này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 nhiệm Vẫn đúng vì chín nhiệm là không vượt quá 10 nhiệm Đúng nha Tức là cái lock ở đây vẫn đúng Cái lock ở đây vẫn đúng này Cái lock ở đây vẫn đúng này Bởi vì nếu lock ở đây này Thì bên trong khoảng này Bên trong khoảng Vẫn có đủ 10 nhiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Nhưng cái lock ở đây là sai này Cái lock ở đây là sai Nếu thầy đặt cái lock ở đây nhá Nếu thầy đặt cái lock ở đây là sai này Lock ở đây Thì tại sao sai Bởi vì này Nếu thầy đặt cái lock ở đây Thì bên trong này có mấy nhiệm Nào lúc này bên trong có mấy nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nghiệm Nếu cái vị trí chặn đầu ấy Nếu cái vị trí chặn đầu ở đây ấy Thì bên trong này sẽ có 11 nghiệm 11 nghiệm là quá 10 nghiệm rồi Vậy đặt ở đây là sai Thế tức là đặt ở đâu mới đúng Phải đặt từ số 10 trở về trước Nếu em đặt đâu cũng được Cứ từ số 10 trở về trước Đây này, cái lock này Cái lock này cứ đặt ở vị trí trước cái mốc 10 này Trước mốc số 10 này em đặt ở đâu cũng được Thì chắc chắn là bên trong khoảng này Sẽ không có quá được 10 số x nhá, không có quá được 10 số x. Nếu cái log này được đặt trước cái số 10. Còn cứ đặt sau số 10 là sai nhá. Cứ đặt sau số 10 ấy, cái log này này, cứ đặt sau số 10 là bên trong nó có nhiều nghiệm lắm. Phải đặt trước số 10. Đấy. Như vậy để là bất phương trình không có quá không quá 10 nghiệm nguyên x. Thì thì cái chặn đuôi này này là cái log 2 của y này, này. Nó phải không được vượt quá 10 các bạn nhé. Cứ vượt quá 10 là sai Đây là mốc 10 này, mốc 10 đây Vượt quá mốc 10 một cái là thành 11 nghiệm bên trong rồi Nên cứ từ 10 trở về trước cũng được nhá. Yeah. Bằng 10 cũng được nhá. Yeah. Bằng 10 cũng ok Bởi vì nếu cái lock rơi vào số 10 ấy, Cái lock rơi vào số 10 thì x vẫn có Từ 0 đến 9 là x vẫn có 10 số thôi Lock chạm vào 10 vẫn được Còn chạm sau 10 là sai Sau 10 là sai Đó. Thế thôi và như vậy à nhưng ngoài ra các bạn chú ý này y còn là số nguyên dương nhá yeah. y là số nguyên dương này các bạn nhớ là y số nguyên dương tức là y lớn hơn bằng 1 đấy. Y số nguyên dương là y lớn bằng 1 đấy các bạn nhé. Số nguyên dương mà là số từ 1 trở lên. Y lớn bằng 1 tức là log 2 của y là lớn bằng log 2 của 1 đấy. Thêm log 2 vào thế thôi. Tức là log 2 của y là phải lớn bằng 0 đấy các bạn nhé. Tức là chỗ này lớn bằng 0 này. Đấy. Cái log này cũng phải lớn bằng 0 đấy nhé. Đó. Thế thôi. Bằng 0 được. Ok. Thế như vậy ta đội mũ lên. 2 mũ 0 là 1. Nhóm bằng y. Nhóm bằng 2 mũ 10 là 1024. Đó. Và như vậy trong số này sẽ có 1024 số nguyên y. Số nguyên y, ok. Đó như vậy trường hợp 1, ta ra là 1024 số nguyên y, đó là trường hợp nếu cái đầu dương và cái hai âm nhá, nếu cái đầu dương, cái hai âm ta được từng đó. Tiếp tục trường hợp 2 nào. Đó là cái đầu dương còn cái âm, à cái đầu âm còn cái hai dương, cái đầu âm và cái hai dương. Cái đầu âm, cái cái đầu âm còn cái hai dương. Rồi. À. Thì trường hợp này ta sẽ chứng minh vô lý như sau. Sau khi giải bất phương trình này ra ta được x nhỏ hơn 1/2. Sau khi giải bất phương trình ra x lớn hơn log2 của y. Như vậy nếu ghép lại, nếu ghép lại ta được x x nhỏ hơn -1/2 và lớn hơn log2 y này. Thì trường hợp này là không xảy ra được. Ừ trường hợp này không không xảy ra được. Vì sao? Bởi vì ta vừa nói là log2 của y là số dương này log 2 của y lớn bằng 0 chứng minh ở đây này, log 2 y là số dương. Số dương thì không thể nhỏ hơn 1 phần 2 được. Số dương không thể nhỏ hơn 1 phần 2 được. Điều này là vô lý. À. Đây là số dương mà, lớn hơn 0 mà. Số dương làm sao mà nhỏ hơn 1 phần 2 được, vô lý. cái trường hợp này không tính. Tóm lại chỉ tính trường hợp A thôi. Đó. Thì cái bài này thi cũng khá cũ rồi. Đấy, khá cũ rồi. Nói chung là với thầy thì đây là cũ rồi. Nhá. Thì bạn cần phải rất vững cái phần này. Rất vững phần này cho thầy. Ok, tiếp tục 49 này. Một câu hỏi tính diện tích xung quanh của hình trụ. Đấy, tính diện tích xung quanh hình trụ. Câu này thì cần các em rất là cần các em uh, hiểu về cái bài toán hình trụ, diện tích xung quanh. Ông Bình làm lan can của một ngôi nhà bằng tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ. Đây này, cái tấm kính được tô đen này này. Các bạn bao giờ làm lan can chưa? Lan can xong rồi uh... Đấy hình trụ nhé, quan trọng là hình trụ này. đây là một phần của hình trụ, cái hình trụ nó to lắm các bạn, hình trụ nó to lắm. đấy, đây để vẽ một cái hình trụ này. hình trụ nhá, đây thầy lấy ví dụ hình trụ này, đấy, rất to đúng không? nhưng người ta chỉ cắt một mảnh thôi, đây, ví dụ người ta cắt một mảnh thôi, đấy, cắt một mảnh, lấy mảnh này thôi. đây là chính cái mảnh này. biết giá tiền một mét vuông là 1 tỷ năm, à một triệu năm, một triệu năm, một triệu rưỡi một mét vuông, hỏi số tiền làm ừ, mua kính thực ra thì người ta hỏi số tiền đấy nhưng mà số tiền là tính theo diện tích các bạn nhá số tiền là tính theo diện tích cho nên là là gì hỏi số tiền tức là tính diện tích thôi các em hỏi số tiền tức là hỏi tính diện tích ok chưa dạ. hỏi tiền tức là hỏi diện tích các bạn nhá và tính diện tích của vùng này tính diện tích vùng này rồi thế làm sao để tính được diện tích vùng này chúng ta không có công thức tính diện tích vùng này các bạn ạ à. chúng ta không có công thức tính diện tích vùng này không có thì chúng ta phải tính nhờ nhờ cái gì chúng ta phải tính nhờ là nhờ cái hình trụ đầy đủ ấy chúng ta sẽ tính cái hình trụ đủ ra và xem là cái vùng diện tích này bằng bao nhiêu phần của hình trụ các bạn ạ à. các bạn có hiểu ý tưởng không nhỉ bạn sẽ không có công thức tính thực ra là có thể là có nhưng mà các bạn không biết công thức tính của cái phần diện tích này diện tích được tô đen này nhưng chúng ta sẽ tính nhờ hình trụ tức là nhẹ này về mặt ý tưởng nhá Thầy bảo các em sẽ tính diện tích full của một cái hình trụ luôn nhá. Thầy tính cho các em diện tích full của một cái hình trụ luôn. Thầy sẽ tính hết diện tích của phần hình trụ xung quanh này hình trụ. Xong rồi người ta bảo cắt ra một mảnh cái gì? Ờ, người ta cắt ra một mảnh. Đây, thầy lấy ví dụ người ta cắt ra cái mảnh này. Đấy, họ cắt họ cắt ra cái mảnh này, đúng không? Thì bắt đầu sau đấy mình mình bắt đầu mình mới tính, mình xem là cái mảnh mà người ta cắt ấy bằng bao nhiêu phần của hình trụ. Thì lúc đấy mình sẽ tính ra, được chưa? Mình sẽ xem nó bằng bao nhiêu phần hình trụ nhá. Rồi, thế bây giờ làm sao để biết được là cái phần diện tích này bằng bao nhiêu phần của hình trụ? Bao nhiêu phần của hình trụ? Thì các bạn sẽ phải xem nào. Bài này này. Đây chính là một một phần nhỏ của một cái đường tròn đáy to này, đây chính là một phần nhỏ của một đường tròn đáy rất to ở đây nữa. Các bạn hình dung này, đường tròn này nó rất to luôn các bạn. Nhá. Cả cái hình trụ của mình ấy, cái đường tròn này nó to lắm các bạn ơi. Đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Được không? Cắt một phần nhỏ này, một phần của một hình trụ thôi mà hình trụ to đúng như này cơ mà to 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 như mà đấy to này thế như vậy thì tâm hình trụ ở đây à tâm của đáy ở đây thầy gọi ô là tâm đáy đấy nhá thầy mô tả cái hình cái đáy của hình trụ này cái đáy trụ thật sự nó to như cơ mà các bạn to lắm các bạn đấy chưa thì thầy gọi cái tâm của nó ở đây rồi và bây giờ thầy sẽ đi tính diện tích xung quanh của cả cái trụ to này nhá thầy sẽ đi tính diện tích xung quanh của cả cái trụ to này thì cái trụ này ấy, nó có chiều cao rồi cái trụ này nó có chiều cao rồi các bạn thì nếu có chiều cao rồi thì bây giờ thầy tính nốt bán kính đáy thôi. Thầy tính nốt bán kính đáy là thì thầy, thì là thầy sẽ có được gì nhỉ? Thầy có được cái quái gì? Diện tích xung quanh, đúng không? Thầy tính nốt bán kính đáy thôi. Và bán kính đáy chính là đây này. Đây, bán kính đáy chính là cạnh này. Có đúng không? Bán kính đáy là đoạn nối từ tâm gia đình mà. Đoạn nối từ tâm gia đình mà. Đoạn nối từ tâm gia đình. Đó. Đây chính là bán kính này. Đây là bán kính này. Đây là bán kính. Thầy gọi đây là điểm A nhá, Đây là điểm B. Đây là điểm C. Được chưa? Vậy bán kính đáy chính là OA là OB là OC. Nhưng em ơi, OA OB OC lại còn là một cái rất là đặc biệt nữa. Ta thấy một cái rất là hay hay ho như sau. Đó là cái OA OB OC thì bằng bán kính. Nhưng tam giác ABC cũng lại là tam giác này, ABC là tam giác. Thế thì nếu O cách đều các bạn ơi, nếu O cách đều 3 điểm ABC thì tức là O cũng chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, tức O cũng là tâm ngoại tiếp của tam giác ABC. Có hiểu không? Có đúng không nhỉ? Tâm ngoại tiếp là gì? Tâm ngoại tiếp là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác. Mà tâm ngoại tiếp là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác thì OA bằng OB bằng OC bằng r thì đây chính là tâm ngoại tiếp của gì nữa? và chúng ta có thể tính được bán kính như vậy đây chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC này suy ra R cũng chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC thế và chúng ta hoàn toàn có thể tính được bán kính theo một cái công thức rất là quen thuộc mà thầy cũng vừa học vừa dạy cho các bạn cái đây lâu rồi đó là bán kính đường tròn ngoại tiếp thì bằng a trên hai sina các bạn nhé a trên hai sina tức là cạnh chia cho 2 lần sin góc đối diện đấy. Cạnh chia cho 2 lần sin góc đối diện. A trên 2 sin A à các bạn. Ok không? Thế. Thì bây giờ thầy lấy cạnh này tam giác ABC thầy lấy cạnh AC nhá. AC chia cho 2 lần sin của 150 độ. Rồi, mà AC là 4 4,45 chia cho 2 lần sin 150 độ. Và thầy tính được R luôn các bạn ạ. 4,45 chia cho hai lần sin của 150 độ. Và kết quả là cũng là 4,45 luôn. Như vậy R cũng là 4,45 luôn. Rất là hay. Vậy bán kính đã có rồi. 4,45 các em ơi. Vậy là bán kính lúc này là 4,45. 4,45. Ồ. Tức là gì? Tức là cái hình trụ to đùng này này. Cái hình trụ to đùng này thầy đã tính được bán kính. Và thầy đã có chiều cao. Vậy từ đó thầy sẽ tính diện tích xung quanh của cái hình trụ to tướng này. Như vậy thầy sẽ nhẹ nhàng có được diện tích xung quanh của cái trụ rất to này. Sẽ bằng 2PRH. Có đúng không nhỉ? Diện tích xung quanh của hình trụ to. 2PRH. Vậy S xung quanh của trụ to sẽ bằng 2PR là 4,45. Nhân h là bao nhiêu? 1,35. Và thầy sẽ có được kết quả... Đấy là trụ to đấy, 2 x 4,45 x 1,35 Nó là 12,015 pi Ok, đây chính là diện tích xung quanh của cả cái hình trụ to tướng nhá. Rồi, cả cái hình trụ to tướng Tuy nhiên người ta không hỏi, người ta không hỏi cái hình trụ to tướng các bạn ạ Họ không hỏi cái hình trụ to tướng Mà người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi cái phần diện tích xung quanh bé bé được cắt ra này Vậy làm sao để các bạn biết được là diện tích này bằng bao nhiêu? đã cắt được diện tích bao nhiêu? Làm sao mình biết được? Đấy. Thì các bạn chỉ cần xét cho thấy cái góc của tâm ở đáy này là các bạn sẽ biết ngay. Đây. cả cái hình trụ to đùng bán kính trụ to đùng này nhá. Bây giờ cái phần mặt này nó ứng với ở cái góc cắt này, nó ứng với góc cắt là cái góc này này. Đây. Cái góc AOB là góc cắt, góc cắt để tạo ra cái hình này. Đúng không? Các bạn cắt bánh sinh nhật bao giờ chưa? Các, các em cắt bánh sinh nhật bao giờ chưa? Ờ, các bạn. Chưa cắt bánh sinh nhật bao giờ Thầy hỏi các bạn này Bây giờ nhá Nếu các em cắt bánh sinh nhật ấy Bây giờ trong phòng có 6 người Ờ uh, trong phòng có 6 người Thì bây giờ muốn cắt bánh sinh nhật Thì em cắt như nào cho 6 người đều đều như nhau Cắt như nào Bánh sinh nhật hình trụ đúng không Bây em cắt như nào cho được 6 người đều như nhau Thầy hỏi các bạn cắt cái bánh như thế nào Cắt 4 thì dễ Cắt 4 thì dễ Dọc ngang thì dễ nhưng cắt 6 cắt nhào Cắt 6 thì nếu mà các bạn cắt theo kiểu dọc ngang Thì rất là không được đâu Cắt 6 các bạn cắt nhẹ này. Đầu tiên các em cầm dao các em chém một nhát, bất kỳ chém thật mạnh vào, dứt khoát đứt một phát luôn. Thế nhưng để lấy được 6 người như nhau ấy thì các bạn chú ý cho thầy. Một cái vòng tròn ở đây là 360 độ. Thì nếu em cắt được một góc 60 độ, em cắt được một góc 60 độ, em mua cái thước đo độ về nhá. Em đo ở trên cái bánh sinh nhật ấy, em đo một góc 60 độ. Đây, bạn chặt một phát OA à một phát này. Sau bạn lấy thước đo độ, bạn đánh dấu góc 60 độ rồi bạn lấy con dao bạn chặt phát thứ hai này. Thì chắc chắn với các em là cái cái chỗ mà các em cắt ra ấy, chính là 1/6 của cả cái bánh. Vì sao? Vì cả cái góc này là 360 độ mà ông cắt được góc 60, 60 chính là 1/6 của 360. Đấy. Như vậy, nguyên tắc cắt là cắt ở tâm, đúng không? Cắt ở tâm. Thế cho nên là bạn muốn biết là thằng này đã bị cắt bao nhiêu ấy thì bạn sẽ biết bạn sẽ xem cái góc này bằng bao nhiêu và may quá em ơi. Em tính được bán kính là 4,45. Em tính được OC là bán kính 4,45. Và em có được cái AC, đầu bài cho cái AC cũng là 4,45. Như vậy là tam giác AOB, AOC là tam giác đều các bạn ạ. À. Tam giác AOC 4,45 4,45 4,45 tam giác đều, tam giác đều. Ờ, tam giác đều 60 độ. Thì như vậy góc AOC này 60 độ. Đấy. Như vậy là trong tam giác AOC là tam giác đều vì cả ba cạnh đều là 4,45 mà 4,45 4,45 và đầu bài cho 4,45 cho nên góc AOC bằng 60 độ và thầy nói rồi 60 độ là 1 phần 6 của toàn bộ 360 độ là 1 phần 6 của 360 độ được chưa cho nên là các em đã cắt được 1 phần 6 cái hình trụ này 60 độ là 1 phần 6 cắt được 1 phần 6 hình trụ vậy là cái diện tích của vùng xung quanh này này là 1 phần 6 diện tích hình trụ Vậy diện tích của phần bôi đen chính bằng 1 phần 6 diện tích của cả xung quanh của cả cái trụ các bạn. 1 phần 6 diện tích xung quanh của cả cái trụ đó. Thế. Mà một diện tích của cả cái trụ đó là 12,015 pi. 12,015 pi. Chốt đơn. Vậy lấy 1 phần 6 nhân vào. Ok chứ gì? 1 phần 6 nhân với cả 12,015 pi. Như vậy đó là 2,02 2,02 như vậy nó là 2,0225 pi Đó đây chính là diện tích của phần bồi đèn chốt luôn và 100 à 1 triệu năm một mét rồi 1 triệu 5 một mét vậy thầy nhân vào nhá 2,022 nhân với 1 triệu năm à? 2,025 pi nhân với 1 triệu năm vậy tổng số tiền bạn phải bỏ ra là 9 tỷ 436 triệu đồng 9 triệu 436.000 đồng Đáp án đúng là C. Rồi, 49C. Đấy, thì các bạn hình dung được nguyên tắc tính không? Mình phải tính Toàn bộ cái to, xong mình xem là cái nhỏ này nó bằng bao nhiêu phần cái to. Đấy, bằng cách là tính góc ở đây. Nói chung bài này khoai đúng không? Bài này khoai sọ. Bài khoai sọ. Được chưa nhỉ? Ok nhá. Rồi, ok. Rồi, 49. Nốt câu dễ nhất là câu 50 này. Hàm đặc trưng nó có 50 đây. Làm gì có tiền mà đổi máy 880 các bạn. Đùa thầy. Tiền đâu mà đổi. Nào tìm cặp số dương x y. tức là mình phải tìm được mối quan hệ của x y đấy Bạn phải tìm được mối quan hệ của x và y Nha, Bạn tìm ra mối quan hệ giữa x và y là được nhé thôi và muốn tìm mối quan hệ giữa x và y thì các em phải rút gọn cái phương trình này đi nhá bạn rút gọn cái phương trình này đi phương trình này rút gọn dễ không mà dễ như ăn kẹo mà các bạn các bạn ăn kẹo bao giờ chưa tách ra nhỉ tách ra trừ log căn 3 của chia là trừ đó mấy hàm mặt trưng này Cũ dích nhỉ x bình cộng y bình trừ 3x trừ đi 3y cộng x y ok chưa nhỉ rồi bây giờ nha cộng thêm hai và hai vế này cộng thêm hai và hai vế này log căn 3 của x cộng y này cộng thêm hai được không nhỉ chuyển nốt cho thầy mấy cái thằng lom rom sang bên này đây đây chuyển hai thằng này sang nhá cộng 3 x cộng 3 y rồi chuyển thằng lock này sang lock căn 3 của x bình cộng y bình cộng x y cộng 2 cộng với bên này giữ nguyên này x bình cộng x y bình cộng x y cộng 2 nhá cái cộng 2 ở đây là cộng thêm 2 ở đây đấy thầy cộng 2 vào cả hai vế nhá thầy chuyển cụ mày sang thì chuyển lock này sang còn cộng 2 là cộng 2 và hai vế này <laughs> đấy Thế cái cộng 2 này thầy làm gì? Cộng 2 này thì thầy biến các bạn ơi, bạn phải tinh tế vào. 2 này ấy, chính là log căn 3 của 3 các bạn nhá. Bấm máy tính mà xem, log căn 3 của 3 chính là 2 đấy. Rồi bên này giữ nguyên. Thế rồi. Vậy log căn 3 của này cộng log căn 3 của này nó là log căn 3 của nhân vào. Nhân vào, đây cũng là nhân vào. 3x cộng 3y. Rồi, và thấy cái gì xuất hiện chưa? Thấy cái gì ở hai vế nó giống nhau chưa? Thấy được hai vế giống nhau chưa nhỉ? Giống quá còn gì nữa, giống một cách trần trụi còn gì nữa, đúng không? Log căn ba của cái này cộng cái này bằng log ba ở con cái chai cộng cái chai, các bạn thấy không? Cái lọ hai cái lọ giống nhau, log căn ba của lọ cộng lọ bằng log căn ba của chai cộng chai, như vậy cái lọ bằng cái chai. Tất nhiên là mình phải chứng minh. Đó là nghiệm duy nhất nhưng mà thôi, trong trắc nghiệm thì bỏ qua bước chứng minh đi nhá. Mình chứng minh hàm đặc trưng là, là hàm đơn điệu thôi, đồng biến nhá. Hàm đặc trưng là hàm đơn điệu. Như vậy là cái lọ thì bằng cái chai, chưa? Và bây giờ đi tìm mối quan hệ giữa x và y bằng cách là biến nó về phương trình bậc hai x này, x bình nhóm lại với nhau cộng với cả y trừ 3 nhân x. Rồi. Cộng y bình phương trừ 3y cộng 2 bằng 0. <laughs> Thầy nhóm thôi, hai thằng này với nhau thế bây giờ thầy đang coi cái phương trình này là phương trình bậc 2 ẩn x và để tồn tại x để tồn tại x tức là phương trình phải có nghiệm đấy để tồn tại x tức là phương trình có nghiệm thì sao delta phải lớn bằng không phương trình ẩn x mà delta lớn bằng không nhá delta là y b bình phương này trừ đi 4 lần ac này lớn bằng không như vậy ta được y bình trừ đi ba bốn này trừ ba y bình trừ sáu trừ sáu y mà cộng với là cộng sáu y 9 9 mà trừ đi 8 là cộng 1 Đó Như vậy ta giải y Câu này dễ mà Trừ 3, 6, 1 Như vậy là y chạy trong khoảng từ bao nhiêu Trừ 0,15 cho đến 2,15 nhé Rồi mà y là số nguyên dương Y là số nguyên dương cho nên y bằng 1 và y bằng 2 Y là số nguyên dương thì y bằng 1, y bằng 2 Và từ đó thì mình tìm nó giải x thôi nhá Với y bằng 1 và y bằng 2 Các bạn sẽ tự thay vào đây tìm nó giá x nhá Đây các bạn thay vào đây Đấy tìm nó giải x Đấy có y rồi Y là 1, y bằng 2 Các bạn thay vào đây các bạn tìm nó giá x Ok chưa nhỉ Thì nói chung sau khi tìm ra x nha, Các bạn sẽ có thêm một giá trị của x nguyên dương Và ta có hai cặp Ok không Rồi mình nhớ là x nguyên dương mà thầy nhá X là số nguyên dương nhá hai cặp B thì cái bài này nó quá quen rồi cho nên là thầy nghĩ là không cần phải nói quá nhiều nữa. 50 câu nha, yeah, 50 câu. Ok chưa? Ok luôn.